đây là trại huấn luyện tân binh của nam thập tự giọng nói của binh không còn khô khan như trước nữa dường như trong đó mang theo một chút tình cảm kỳ lạ mỗi tân binh đều trải qua 3 năm huấn luyện tân binh tại đây người thông qua mới được chọn vào binh đoàn 3 năm đường thiên trợn mắt há hốc mồm các người huấn luyện cái gì mà mất tới 3 năm chia thành võ kỹ cá nhân và rèn luyện chiến thuật binh bình tĩnh nói thực lực cá nhân phải đạt tới cấp 8, phải lĩnh ngộ sát chiêu của ba môn võ kỹ cấp 8. phần rèn luyện chiến thuật có 12 môn học Cấp 8, đường thiên nghi ngờ lỗ tai mình có nghe nhầm không? Ừ, bình vẫn bình thản đáp lời. Cấp, cấp 8 mới chỉ là tân binh, Đường thiên lắp bà lắp bắp, vẻ mặt dại ra. Cấp 8, cho dù đặt ở đâu cũng là cao thủ. Cao thủ chân chính, cho dù lên thiên lộ, cũng là cao thủ có tên có tuổi hẳn hoi. Cao thủ như vậy mà đặt trong binh đoàn nam thập tự cũng chỉ vừa đạt chuẩn tân binh. Cái binh đoàn nam thập tự này rốt cuộc biến thái đến mức nào? Ngay cả tân binh cũng là cấp 8. Ừ, binh lại đáp lời binh đoàn đã có quy định không đạt tới cấp 8 không cách nào thông qua kiểm tra tân binh sĩ quan bậc úy cần thực lực cấp 10 trở lên bậc tá cần cấp 12. đường thiên nghe mà cảm giác như đầu óc chết lặng vậy chẳng phải các ngươi là thiên hạ vô địch à thiên hạ vô địch binh nghiêng đầu đáp thiên hạ vô địch thì làm sao mà trụ sở cũng bị thất thủ đường thiên há hốc mồm nửa ngày sau mới nói ra thành lời chẳng lẽ còn binh đoàn mạnh hơn các ngươi không có binh bình tĩnh đáp Binh đoàn Nam Thập Tự là một trong ba binh đoàn mạnh mẽ nhất lúc đó. Hai binh đoàn khác một là binh đoàn Thiên Yết, một là binh đoàn Xà. Đường Thiên giơ ngón tay, binh đoàn Thiên Yết chắc là của chòm sao Thiên Yết. Cái này ta có nghe nói rồi, nhưng binh đoàn Xà là của chòm sao Thủy Xà hay chòm sao Cự Xà. Binh lắc đầu là chòm sao Xà Phu. Chòm sao Xà Phu, ừm, ta chưa từng nghe tới chòm sao này bao giờ. Đường Thiên sửng sốt, chưa từng nghe nói, giọng nói của binh lại lộ vẻ sao động. Chòm sao giả phu là một trong 13 chòm sao hoàng đạo. Đường thiên lắc đầu, hoàng đạo chỉ có 12 cung thôi, chòm sao sư tử, dạ thủ cùng chòm sao bạch dương hiện đang là ba chòm sao mạnh mẽ nhất. Có điều 12 chòm sao không phải cái nào cũng rất lợi hại. Chòm thiên ít nghe nói khá bình thường, nhưng ta chưa từng nghe nói tới chòm sao thứ 13. Xem ra binh đoàn xà cũng bị chôn vùi rồi. Binh bình tĩnh nói, chòm sao giả phu là chòm sao cường đại nhất thời bấy giờ. Nó cũng là chòm sao duy nhất kéo cu cả xích đạo, ngân đạo, và hoàng đạo binh đoàn xà mới là binh đoàn mạnh mẽ nhất trong ba đại binh đoàn nghe có vẻ rất lợi hại binh năm đó ngươi mạnh tới mức nào đường thiên ánh mắt lấp lóe nghe rất nhập tâm binh không buồn để ý tới hắn chỉ tiếp tục lầm bẩm ngươi cần suy nghĩ cho kỹ một khi đẩy cánh cửa này ra ngươi phải hoàn thành huấn luyện tân binh nếu trong vòng 3 năm ngươi không cách nào đạt tới cấp 8, ngươi sẽ không thể bước vào cánh cửa ánh sáng nữa. Trong vòng 3 năm đạt tới cấp 8, vẻ mặt đường thiên cứng lại, hắn lắc đầu, binh, đây là chuyện không thể tuy ta không biết các ngươi làm sao mà hoàn thành được nhưng giờ chắc chắn không ai làm được có người làm được giọng binh vẫn khô không khóc chòm sao có cường giả bảo vệ sẽ càng tỏa sáng rực rỡ ta có thể cảm giác được rất nhiều chòm sao tỏa ra ánh sáng kinh người thời đại này cũng có rất nhiều cường giả thật sự có người làm được đường thiên nhìn binh có giọng binh lại trở lại vẻ khô khan không chút sao động được đường thiên không chút do so dự gật đầu người xác định binh nhìn đường thiên đúng đường thiên vẻ mà thành khẩn siết chặt nắm đấm nếu người khác làm được chắc chắn ta cũng làm được ta có nghĩa vụ nhắc nhở người binh bình tĩnh nói huấn luyện tân binh rất tàn khốc tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của người chòm sao nam thập tự chỉ là một chòm sao nhỏ nhất có thể xây dựng một binh đoàn đứng đầu là bởi mức độ nghiêm ngặt và tàn khốc của nó huấn luyện tân binh của binh đoàn nam thập tự là huấn luyện tân binh tàn khốc nhất trên thế giới trong thời đại của chúng ta tỷ lệ tân binh thông qua kiểm tra chỉ có 9% phần trăm mà xác suất chết cao tới 26%. Có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ đúng không? Đường Thiên bình tĩnh không sợ, ngẩng mặt lên hỏi. Đúng, huấn luyện tân binh của binh đoàn Nam Thập Tự mặc dù là huấn luyện nghiêm ngặt tàn khốc nhất, nhưng chỉ cần ngươi hoàn thành được, nó tuyệt đối là phương pháp huấn luyện tân binh hữu hiệu nhất. Giọng nói của binh vẫn khô không khóc. Vậy thì tới đây đi, thiếu niên vĩ đại như thần tuyệt đối không lui bước, đường thiên vung nắm đấm, trong mắt sục sôi ý chí chiến đấu. Binh có thể cảm nhận được đấu trí của đường thiên hắn im lặng trong chốc lát rồi nói tiêu chuẩn lựa chọn tân binh là cấp 6, nhưng dẫu vậy tỷ lệ thông qua cũng chỉ có 9% và tỷ lệ tử vong là 26%. giờ ngươi còn chưa tới cấp 4, tỷ lệ thông qua kiểm tra cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ tử vong lại cực cao một khi bắt đầu ta sẽ không cho ngươi chút ưu đãi nào ngươi nghĩ kỹ chưa ta nghĩ kỹ rồi khuôn mặt đường thiên bỗng hiện vẻ thành thục và kiên định không tương xứng với tuổi tác đến đây đi đường thiên đưa hai bàn tay ra hít mạnh một hơi Dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra, cánh cửa lớn không nặng nề, như trong tưởng tượng của Đường Thiên, nó từ từ bị đẩy ra. Trong khoảng không gian đen kịt lơ lửng rất nhiều điểm sáng, chúng như những ngôi sao bồng bềnh giữa bầu trời đêm, cảnh sắc ảo mộng mỹ lệ khó tả thành lời. "Đẹp quá." Đường Thiên thì thào tự nói, sắc mặt chấn động. Quầng sáng như vô số vì sao đột nhiên sáng lên, một thế giới kỳ diệu không gì sánh nổi hiện lên trước mắt Đường Thiên. Trong gian phòng trống rỗng có vô số tinh cầu to nhỏ đang bồng bềnh tinh cầu cỡ lớn to cỡ quả bóng rổ bé thì chỉ lớn cỡ quả trứng bồ câu chúng lơ lửng bồng bềnh giữa không trung từ từ chuyển động chúng tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc có rừng rực chói mắt lại có ảm đạm thiếu sức sống có xanh thẳm long lanh có đỏ tươi như máu tinh cầu lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng vài chục cái chúng phối hợp nhau tạo thành một đồ án mỹ lệ và mộng ảo bình bỗng như chìm vào hồi ức tuy sàn võ nhược diềm bị đường thiên phá hỏng nhưng giờ không có thứ gì lại yên tĩnh thích hợp để tu luyện lão giả nhìn năm người trước mặt nghiêm nghị nói bắt đầu từ hôm nay trên đường tới chòm sao anh tiên ta sẽ chỉ điểm võ kỹ cho các người hy vọng các người có thể học tập cẩn thận tu luyện chăm chỉ a à mau di đột nhiên nhìn bốn phía xung quanh rồi hỏi đường cơ bản thì sao sao hắn không tới lão giả mặt không biến sắc nói tình hình đường thiên khá đặc biệt hắn sẽ được chỉ điểm riêng sắc mặt mọi người như bừng tỉnh xem ra biểu hiện hôm đó của đường thiên đã lai động khổng đại nhân khổng đại nhân định tự mình chỉ điểm đường thiếu niên rồi nghi hoặc trong lòng cũng đã tiêu tán mọi người chăm chú nghe lão giả giảng dạy lão giả âm thầm cười lạnh làm quái gì có chỉ điểm đặc biệt gì đây chẳng qua chỉ là vài lời bâng quơ để lừa gạt đám thiếu niên vô tri này mà thôi hắn luôn không mấy hảo cảm với những người trẻ tuổi thiên phú cao siêu này còn lực lượng huyết mạch hắn với khổng đại nhân đều chẳng hiểu gì làm sao chỉ điểm được để hắn tự sinh tự diệt thôi tuy thiên phú các ngươi không tệ thế nhưng hoàn cảnh xung quanh dẫu sao cũng có hạn Vũ An Tinh chỉ là một tinh cầu ở biên giới, lưu phái võ kỹ ít ỏi. Bởi vậy so với những thiếu niên cùng tuổi cùng thiên phú trình độ của các người quả thật hơi kém. Câu nói của lão giả khiến sắc mặt mọi người đều khẩn trương. Bọn họ tin rằng lão giả không hề nói dối, thật ra bọn họ cũng tự biết điểm này. Tuy thực lực của họ, tại thành tinh phong coi như không tệ, nhưng đạt tới những tinh cầu trên thiên lộ lại chẳng là gì. Có điều ngoại trừ cốc tiểu vũ, những người khác đều có tâm trí kiên định, tuy trong lòng hơi căng thẳng xong không hề hoảng loạn. Trong mắt lão giả ánh lên vẻ hài lòng, những người trẻ tuổi này tuy khởi đầu hơi thấp những dẫu sao cũng không có vẻ ngông cuồng như những thiếu niên thiên tài đến từ những tròm sao lớn. Được rồi, vậy bắt đầu thôi, sắc mặt lão giả nghiêm nghị. Đường thiên, thực lực của người quá yếu, giọng điệu của binh vẫn khô khan như thường, thế nhưng hắn có vẻ vô cùng thành thạo đối với việc huấn luyện tân binh. Tiêu chuẩn lựa chọn tân binh của binh đoàn nam thập tự là từ cấp 6 trở lên, thực lực của người rõ ràng chưa đủ bởi vậy rất nhiều tu luyện với ngươi sẽ rất gian nan chúng ta bắt đầu từ đâu đường thiên nóng lòng muốn thử không hề sợ hãi chịu đòn bình thản nhiên đáp nói xong nhẹ nhàng phất tay tinh cầu trong gian phòng bỗng chuyển động mau chóng chịu chịu đòn nét mặt đường thiên cứng lại lắp ba lắp bắp vẻ không tin tinh cầu nhỏ nhất xuất hiện trên tay bình đường thiên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi không gian xung quanh hắn bỗng trở nên mờ mịt hắn như đứng trên một khoảng bóng tối mênh mông không giới hạn trong đó bồng bềnh vô số quảng sáng lớn cỡ nắm tay chi chi chít chít như một biển ánh sáng đình đầu lại vang lên giọng nói của binh binh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn năng lực chịu đòn của thân thể là kỹ năng cơ bản cần phải có của mọi binh sĩ trong chiến đấu võ giả có khả năng chịu đòn cao sẽ nắm phần thắng cao hơn càng tới cấp cao chuyện một đòn chí mạng sẽ càng trở nên khó khăn chiến đấu lâu dài sẽ trở thành chủ yếu năng lực chịu đòn mạnh có thể giúp người giữ tỉnh táo trong công kích kịch liệt có thể đảm bảo đòn tấn công của người không vì thế công của địch mà biến đổi nó là cơ sở trong cơ sở giọng nói khô khan của binh còn chưa dứt những quầng sáng xung quanh đường thiên như cá mập ngửi thấy máu tanh điên cuồng lao tới đường thiên kinh hãi tới biến sắc này 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 binh ta tới tu luyện chứ không phải tới chịu đòn á à. một quầng sáng bắn view một phát vào lưng đường thiên sức mạnh gần tương đương với khí lực đường thiên đường thiên như chúng một quyền nặng nề bước chân lảo đảo ầm 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 quần sáng bốn phương như mưa to gió lớn chút xuống đường thiên đau tới mức kêu lên a à, cố gắng không lên tiếng tiểu băng quyền đánh thẳng về phía quần sáng trước mặt quần sáng liên tiếp văng ra thế nhưng không đợi đường thiên thu quyền vài viên cầu ánh sáng đã trôi qua kẽ hở bắn thẳng vào ngực đường thiên khiến hắn lui lại vài bước chú ý vận chuyển chân lực của người chú ý nhịp điệu phòng thủ chú ý tránh những điểm yếu giọng nói khô khan của binh thi thoảng lại vang lên trên đầu đường thiên kèm theo tiếng kêu oa oa thảm thiết phảng phất như trở lại thời đại xa xôi kia ầm 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 đường thiên như một cái bao cát vô số chùm sáng không ngừng đánh lên người hắn sức mạnh của chúng đủ để hắn cảm thấy rất đau đớn nhưng sẽ không bị bất tỉnh không biết có phải do có vầng trăng trên bầu trời làm nền hay không mà giọng nói của binh có vẻ rất lạnh lùng vô tình chú ý tới vùng cần phòng thủ không phải ngươi học vài loại võ kỹ sao bất kỳ võ kỹ nào cũng có thể vừa dùng để tấn công cũng vừa dùng để phòng thủ không tồi ngươi không thể đỡ được hết những đòn tấn công nhưng chẳng lẽ ngươi lại không phòng thủ ngươi nên dùng tất cả sức lực tất cả tiềm năng để đỡ được càng nhiều đòn tấn công ta cần phải nhắc ngươi năm đó ở ải này mỗi tháng binh đoàn nam thập tự đều có 6 người chết vì bị chúng đòn tấn công quá nhiều giọng nói thiết huyết vô tình của binh không ngừng vang vọng bên tai đường thiên vừa tiến vào trại tân binh binh dường như biến thành người khác thiết huyết vô tình đường thiên cố gắng chống đỡ hắn hoàn toàn không có cơ hội đáp lại lời nào ánh sáng chẳng chịt ập vào người hắn xối xả như mưa đường thiên nhanh chóng nhận ra khó dùng được tiểu băng quyền và toái ảnh trường tuy tiểu băng quyền vừa nhanh vừa mạnh nhưng tần suất tấn công quá thấp còn toái ảnh trường có tầm đánh rất lớn nhưng không thể khống chế được những trường ảnh vỡ vụn kia không thể che chắn hiệu quả những chỗ hiểm ưng chảo công mới là thứ hữu dụng nhất chùm sáng to bằng nắm tay dùng ưng chảo công tú một cái là được quan trọng hơn là ưng chảo công có tần suất tấn công rất nhanh trong mưa ánh sáng chói mắt đường thiên vô cùng chăm chú không dám lơ là chút nào chỉ cần mất tập trung thì kết quả sẽ vô cùng thảm khốc vừa nãy đường thiên chỉ hơi mất tập trung mà bị một chùm sáng bắn trúng mũi hiện giờ dưới mũi hắn vẫn còn nguyên hai hàng máu mũi cái mũi yếu ớt bị đánh trúng trong khoảnh khắc đó đường thiên gần như mất hết sức chống cự chúng một lúc hơn ba chục đòn sau đó mới tỉnh táo lại được sau lần đó đường thiên đặc biệt chú ý tới việc bảo vệ chỗ yếu hai tay bốc lửa đan thành một màn lửa trước mặt chùm sáng va vào màn lửa đều bị đánh văng nhưng vẫn không ngừng có chùm sáng xuyên qua lớp phòng thủ của đường thiên đánh vào người hắn mỗi khi như vậy hạc thân trong cơ thể đường thiên sẽ tự động vận chuyển đánh tan hơn nửa kinh lực chúng phải nhưng không thể tránh được việc chịu những vết bầm tím đường thiên ngoan cường ngăn cản hắn dần dần tìm ra bí quyết khi đỡ lấy chùm sáng nếu tăng thêm chút sức mạnh để nó bị đẩy lùi với tốc độ nhanh hơn thì có thể đánh tan một ít chùm sáng đang bay tới quả nhiên phương pháp của đường thiên rất hữu hiệu những chùm sáng bị đẩy lùi giống như bóng bia đánh văng nhiều chùm sáng đang bay tới, áp lực mà đường thiên phải chịu giảm đi rất nhiều. Rất tốt, tìm ra biện pháp ứng phó nhanh như vậy, trong giọng nói khô khan lạnh lẽo của binh, dường như có chút hưng phấn. Binh ngẩng đầu lếch nhìn vầng trăng trên bầu trời, chờ khi mặt trời lên người có thể nghỉ ngơi, nhưng người phải nhớ càng lúc gần bình minh áp lực mà người phải chịu sẽ càng lớn. Giọng nói thiết huyết lạnh lẽo vang vọng giữa nơi đồng không mông quạnh. Đây chính là bóng tối trước lúc bình minh. Đường thiên chửi đồng trong lòng, bóng tối cái đầu nhà ngươi, đồ biến thái. Hắn không dám buông lỏng, tốc độ ưng chảo công không ngừng tăng lên, dần dần những chảo của đường thiên đều tạo nên tiếng xé gió sắc bén. Sự thay đổi của binh quá rõ ràng, trước đây tên này hơi ngờ nghịch, nhưng hiền như đất, sự cuồng nhiệt, hưng phấn của hắn bây giờ là thế quái nào. Từ lúc vào trại huấn luyện, dường như binh đã biến thành một người khác, mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng khô khan, như trước nhưng hành động của hắn làm cho đường thiên có một cảm giác rất khó tả, dường như binh đột nhiên tìm được mục tiêu của mình. Đường Thiên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều những việc này, bởi vì ngày càng có nhiều chùm sáng tấn công hắn. Quả nhiên như binh nói, bóng tối trước lúc bình minh. Đường Thiên nghiến chặt răng, hai mắt trợn trừng, dốc hết sức bình sinh, tốc độ hai trào được phủ trong ngọn lửa lại càng nhanh mới miễn cưỡng chống đỡ được sự tấn công của những chùm sáng. Thế nhưng số lượng chùm sáng vẫn không ngừng tăng lên, áp lực Đường Thiên phải chịu càng lúc càng lớn, rốt cuộc đường thiên không chịu nổi nữa lớp phòng thủ tan vỡ vô số chùm sáng đánh lên người hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi đường thiên đang bị quần tả tơi trong đám chùm sáng không nhận ra chân lực trong cơ thể mình đang biến đổi hạc thân thứ nhất nhanh chóng không chống đỡ nổi nữa vỡ nát hạc thân thứ hai cảm nhận được nguy hiểm chậm rãi lưu truyền không ngừng hút lấy kinh lực của những chùm sáng này bình đang lơ lửng trên không trung lẩm bẩm cấp 3 đã bắt đầu huấn luyện kinh khủng như vậy sẽ đào tạo ra được một quái thai thế nào đây trong giọng nói của hắn có chút hưng phấn và cuồng nhiệt lẽ nào đây chính là sứ mệnh của tượng đất hóa hồn mặt trời nhô lên từ phía đường chân trời những chùm sáng nhanh chóng tan biến với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được ầm đường thiên cảm thấy đầu ong ong ngã xuống đất ngủ thiếp đi không ai thèm quan tâm đến đường thiên nữa không đại nhân cho rằng tám chín phần mười đường thiên phá hỏng sân võ nhược điểm là nhờ sức mạnh huyết mạch từ đó cũng có thể giải thích vì sao thiên phú của đường thiên kém nhưng thực lực không tồi những người có huyết mạch đặc biệt có những sức mạnh riêng nhưng sức mạnh trong huyết mạch đều rất kỳ lạ không thể kích phát nó bằng sức mạnh bình thường khổng đại nhân đổ rất nhiều tâm sức vào sân võ nhược điểm nếu đánh đổi nó mà phát hiện được một thiên tài hiếm có khổng đại nhân cũng không tiếc nhưng sân võ nhược điểm bị hỏng mà chỉ phát hiện được một huyết mạch giả trời sinh làm cho khổng đại nhân hơi đau lòng giờ hắn đang tìm cách dựng lại sân võ nhược điểm hay là làm một sân võ nhược điểm còn lợi hại hơn trước còn lão giả thủ hạ của hắn lại càng chẳng thèm nghĩ đến đường thiên đám người a mau di đều cho rằng đường thiên đang tập luyện đặc biệt không ai quấy rầy hắn tất cả đều tự cổ vũ mình đường thiên đã chứng minh bản thân bằng sân võ nhược điểm bọn họ không thể thua kém cuộc hành trình rất yên ả không một kẻ nào dám động đến xe của quang minh võ hội bọn họ bay dòng dã hai tháng trải qua một chặng đường dài răng rạc mới đến được chòm sao anh tiên khi xe dừng lại tất cả mọi người đều có vẻ mừng rỡ ở lì trên xe suốt hai tháng mọi người đều cảm thấy rất vô vị rầm 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 a mau di nện mạnh vào cửa hưng phấn gào lên đường cơ bản đường cơ bản mau ra đây mau ra đây chúng ta đến nơi rồi kẹt kẹt cửa phòng mở ra sắc mặt đường thiên trắng bệch hắn mơ màng hỏi đến anh tiên rồi sao phải đến rồi a mau di quan tâm hỏi đường cơ bản sắc mặt ngươi không tốt ngươi bị bệnh à ta không sao luyện tập quá sức thôi nghỉ ngơi chút là được đường thiên cảm động miễn cưỡng nở nụ cười. Cả người đường thiên đều là vết thương, càng lúc cách huấn luyện của binh lại càng biến thái, mỗi ngày đường thiên đều dính vô số vết thương, nếu không phải hắn đủ cao ong chúc chúa, thì hiện giờ có khi còn thảm hơn. Sau khi mở được trại huấn luyện lính mới, ngày nào đường thiên cũng vào cửa ánh sáng luyện tập. Đường thiên gắng chịu đựng từng ngày. Tên khốn binh kia không thèm nể tình, càng lúc càng nặng tay. Người phải chú ý nghỉ ngơi, hằng quá hóa giờ đấy, A Mau Di quan tâm nói. Đừng có xem thường ta, ta là nam nhân giống như thần đường thiên cố ý trừng mắt với a mau di a mau di hơi yên tâm gãi cảm cười ha hả đúng thế ta nói này nam nhân giống như thần ai có thể đánh bại ngươi chứ đường thiên than vãn trong lòng trâu lai ruồi ngươi coi thường đám biến thái trong thiên hạ rồi trong lòng đường thiên bình đã trở thành một kẻ rất biến thái chẳng còn chút ngờ nghịch đáng yêu nào tên này là một tên biến thái cuồng nhiệt và thiết huyết thiếu niên giống như thần cũng chịu không nổi đường thiên nghĩ tới việc tối nay còn phải tiếp tục luyện tập hắn cảm thấy như muốn rơi lệ đi thôi đi thôi phải xuống xe rồi a mau di thúc giục ừm um, đường thiên uể oải đáp khi đường thiên xuất hiện những người khác đều có vẻ kinh ngạc hàn băng ngưng nhíu mày đường thiên ngươi bị sao vậy a mau di nói leo hắn luyện tập khắc khổ quá đấy mà lúc này đám người hàn băng ngưng mới chợt hiểu ra hàn băng ngưng quan tâm hỏi thêm vài câu những người khác đều cảm thấy áp lực rất lớn đường thiên đã lợi hại đến vậy mà vẫn dốc sức luyện tập bọn họ sao có thể lười biếng lãng phí thời gian đám người tư mã hương sơn âm thầm hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay sẽ luyện tập nhiều gấp đôi ánh mắt lão giả lộ ra vẻ khinh bỉ những ngày qua đường thiên chẳng hề ra khỏi phòng luyện cái quái gì chứ trong xe ngoài phòng cuộc khổng đại nhân phòng của những người khác đều rất bé chỉ có thể ngồi thiền chứ không thể luyện được võ kỹ gì mấy tên ba hoa chỉ biết nói phép thế này mãi là kẻ tầm thường dưới cái nhìn của hắn thực lực của đường thiên bây giờ chẳng qua là nhờ huyết mạch của hắn thôi không có thiên phú lại còn lười biếng chỉ biết bốc phét người như vậy lão già thấy nhiều rồi nhưng hắn cũng không nói toạc ra kẻ tầm thường như vậy cứ để cho tự sinh tự diệt gì hồng đại nhân một võ giả bước đến có vẻ rất cung kính thủ lĩnh của các ngươi có ở đây không hồng đại nhân cười nói thủ lĩnh đang bế quan có lẽ sẽ xuất quan vào cuối tháng sau võ giả có vẻ hơi tiếc nếu như ngài ấy biết ngài tới chắc chắn sẽ rất vui. Hồng Đại Nhân nghe vậy, thì ngay ra, lộ ra vẻ vui mừng, nó muốn xung kích cấp 8 sao. Phải, võ giả tỏ vẻ khâm phục, thủ lĩnh nói lần này khả năng thành công rất cao. Tốt quá, tốt quá, Hồng Đại Nhân vô cùng vui mừng, em gái hắn thăng lên cấp 8 thì thực lực của khổng gia sẽ tăng mạnh, hắn vội vàng nói, đừng có quấy rầy nó. Lần này ta đưa mấy người mới có thiên phú không tồi đến đây, thiên phú của họ không tồi, lại muốn đến anh tiên nên ta liền đưa tới đây học đại nhân thật có lòng võ giả cung kính nói có nguồn nhân lực bổ sung là một chuyện vô cùng tốt với phân bộ anh tiên có một tên rất có thể là huyết mạch giả người hãy tống hắn đến ngoại doanh tìm cái ngoại danh nào điều kiện kém gian khổ là huyết mạch giả thì cứ để tự hắn xoay sở đi hồng đại nhân tùy ý nói rõ võ giả vội đáp trong lòng hắn đã quyết định chọn cho đường thiên một ngoại doanh tệ hại nhất tám chín phần mười là tên này đắc tội anh của thủ lĩnh rồi thật là đáng thương Đường thiên nhanh chóng chia tay đám Amauji, mọi người cũng không thấy có gì lạ. Đã sớm nói đường thiên sẽ phải ra ngoại doanh. Trong mắt mọi người, cho dù đường thiên có ra ngoại doanh, nhưng được khổng đại nhân coi trọng như vậy chắc hẳn cũng sẽ được tập trung bồi dưỡng. Trong lòng họ đều suy nghĩ, thời gian này nhất định phải thật cố gắng, để lần sau gặp lại ngàn vạn lần đừng để tên thiếu niên như người bị thần kinh này bỏ xa. Trong lòng có ám ảnh tâm lý về loại người thế này cũng thật mất mặt. Đường thiên lại bước lên xe, có điều so với chiếc xe ngựa bay của khổng đại nhân, chiếc xe này có thể nói là quá mộc mạc. Đường thiên cũng không bị đưa đi một mình, cùng trên xe với hắn còn 7 thiếu niên 13-14 tuổi. Có điều những thiếu niên này, có vẻ tâm tình đều không tốt, ánh mắt họ đều lộ vẻ u tối phiền muộn, lúc nào cũng thở dài ngắn ngẩm. Đường thiên không tiếp xúc với bọn họ, hắn hoàn toàn không có thời gian. Dưới sự huấn luyện siêu siêu biến thái của binh, đường thiên ba chỉ bảy nổi dãy ruộng trong cõi sống chẳng bằng chết. Chưa ăn cơ mà, nói cho ngươi biết, năm xưa thuộc hạ của ta mà dám huấn luyện như vậy ta đánh cho hắn phọt cả cất ra binh nhìn từ trên cao xuống giọng điệu nghiêm khắc hung tản vọng vào tai đường thiên binh đột nhiên trở nên nghiêm khắc tới biến thái hắn như biến thành một người hoàn toàn khác có vẻ như giày vò đường thiên khiến cho lòng nhiệt tình tích lũy cả ngàn vạn năm của hắn bộc phát ra trên người hắn đâu còn thấy nổi vẻ chất phác khô khan khi xưa trước kia cả buổi không nói được một câu giờ thì thích nhất là gào tới xé cổ xé họng chỉ cần biểu hiện của đường thiên hơi kém một chút sẽ lập tức nhận được cả rồ chửi mắng không chút lưu tình có vẻ như chỉ trong một đêm thân thể của binh đã tìm lại được linh hồn của mình chỉ tiếc rằng đó là một linh hồn cứng rắn tới mức biến thái ngừng đâu lên lắm lời mười ngày mười ngày trời mà ngươi mới tiến bộ có một chút thế thôi à ngươi có thể ngu hơn nữa không đã bốn trăm sáu mươi ba sáu trăm mười chín tân binh qua tay ta ai ai cũng mạnh mẽ hơn ngươi cả trăm lần cái trình độ này của ngươi mà vào binh đoàn ngay cả làm chân sai vặt cũng chẳng đủ tư cách. Bình lơ lửng giữa không trung, cuối người nhìn xuống, nước miếng bắn như mưa xuân xuống đỉnh đầu đường thiên. Đường thiên không hề lui bước, tay cũng chẳng hề chậm lại, miệng đắp mỉa mai, ha ha, còn tưởng năm đó ngươi là đại nhân vật ăn to nói lớn cỡ nào. Hóa ra chỉ là một tên nhãi nhép chuyên huấn luyện tân binh. Tên nhãi nhép chuyên huấn luyện tân binh. Trên cái đầu sạch bong trơn láng của binh, một sợi gân bỗng nổi lên như gợn sóng. Đến đây nào? để thiếu niên vĩ đại như thần nói cho hạng nhãi nhép như người biết cái gì mới gọi là thiếu niên thiên tài đường thiên vẫn bình thản tự nhiên không hề sợ hãi đáp trả tốc độ trên tay lại càng nhanh chóng sau nhiều ngày tu luyện ưng chảo công của hắn đã càng lúc càng sắc bén hai tay mười ngón như móc câu mang theo ngọn lửa đỏ tươi kèm theo tiếng gió rít chói tai so với khổ tu lúc trước việc khổ tu chính thức lúc này chẳng khác nào địa ngục song hiệu suất cũng càng kinh người binh chăm chú quan sát ánh chảo đầy trời trong lòng thầm kinh hãi trước đó thấy đường thiên khổ tu hắn cũng luôn âm thầm quan sát nhưng theo kinh nghiệm của hắn hiệu suất tu luyện của đường thiên chỉ có thể coi là bình thường đó là bởi thiên phú của hắn cực tệ dùng chữ cực tệ để mô tả có lẽ cũng không chính xác là cực kỳ tệ hại có lẽ đúng hơn bởi từ trước đến giờ binh chưa từng gặp ai có thiên phú kém hơn nhưng ý chí của đường thiên lại cực kỳ kiên cường khiến hắn khá chấn động trước đó binh không định mở trại huấn luyện tân binh mãi tới khi đường thiên hỏi hắn có chuyện gì muốn làm không hắn mới thật sự xúc động ngủ say lâu như vậy rồi tất cả các chiến hữu đều đã hóa thành mảnh gốm vỡ chỉ còn lại một thân một mình thân gốm hóa hồn tỉnh lại binh thật không hiểu vì sao nơi đóng quân của binh đoàn lại rơi vào tay của đường thiên nhưng mãi tới khi đường thiên bắt đầu huấn luyện tân binh binh mới thật sự chấn động hắn chấn động không phải vì đường thiên có thể chống đỡ được từ khi bắt đầu binh đã cho rằng đường thiên nhất định có thể hoàn thành tu luyện tân binh chỉ có điều thời gian sẽ lâu hơn một chút trong thời gian ngắn này hắn đã khá hiểu về đường thiên ý chí của đường thiên cực kỳ cứng rắn khiến hắn rung động không chỉ một lần mà lần này binh ngạc nhiên lại là bởi tốc độ tiến bộ của đường thiên tốc độ tiến bộ của đường thiên vượt ngoài dự tính của binh đối với một sĩ quan cao cấp nhất của binh đoàn siêu cấp đã từng huấn luyện hơn 460.000 tân binh việc dự đoán tốc độ tiến bộ của tân binh của đã sớm đạt mức hoàn hảo nhưng tiến bộ của đường thiên lại vượt xa dự tính của hắn ngày đầu tiên, Đường Thiên chống đỡ được tới hưởng đông, mãi tới thời khắc cuối cùng hắn mới thất thủ. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, binh đã lặng lẽ gia tăng độ khó huấn luyện. Đường Thiên hoàn toàn không hề hay biết, độ khó tu luyện của hắn cho dù đặt trong thời đại binh đoàn Nam thập tự ngày trước cũng ở mức khá cao. Tới ngày thứ chín, độ khó tu luyện của Đường Thiên đã đạt mức cao nhất. Tu luyện ưng chảo công trong cường độ ác liệt như vậy khiến cho võ kỹ này đã sớm vượt qua cảnh giới hoàn mỹ trên lý thuyết thông thường, đạt tới một mức độ cao cấp hơn ưng chảo công trong tay đường thiên đã không kém hơn võ kỹ cấp 4 bình thường tiến bộ lớn nhất là hạc khí quyết trong cơ thể đường thiên mặc dù đây là lần đầu tiên binh thấy hạc khí quyết nhưng lại lập tức nhận ra yêu khuyết của nó không phải vô duyên vô cớ hắn chọn tu luyện chữ đòn đầu tiên chân lực đường thiên mặc dù đạt tới cấp 3 viên mãn nhưng trong cái nhìn của binh lượng thì đã đầy nhưng chất vẫn còn không gian tiến bộ hơn nữa hạc thân còn xa mới đạt mức thu phát tùy tâm trong mắt binh điều này chỉ chứng tỏ việc tu luyện chân lực vẫn còn chưa đạt Hắn quyết định không ngừng dùng công kích để rèn luyện hạc thân trong cơ thể đường thiên. Nếu không phải đường thiên, binh cũng chẳng nghĩ ra nổi phương pháp như vậy. Chỉ có kẻ ngoan cường như vậy mới có thể cầm cự được trong chế độ tu luyện biến thái này. Đường thiên múa hai tay như điên, tiếng rít vang lên rầm trời, quần sáng trước mặt như đánh lên một bức tường lửa, lực cường đại không ngừng bắn ngược lại. Thiên tài, binh lạnh lùng nói, chưa từng có ai dám xưng là thiếu niên thiên tài trước mặt ta. Câu nói này của binh mặc dù lạnh nhạt nhưng tràn ngập khí phách đường thiên lại chẳng hề sợ hãi cười ha hà đáp xem ra ngươi quả nhiên là kiến thức nông cạn ông chú già để thiếu niên vĩ đại như thần giúp ngươi mở mang tầm mắt cho ngươi được biết thức trời đất rộng lớn bao la và ý chí chiến đấu vô cùng vô tận của thiếu niên này ông chú già cái đầu không mặt của binh lại nổi gân xanh chẳng lẽ ngươi còn định giả bộ ngây thơ này đại thúc ngươi phải tự biết mình chứ cho dù ngươi không thừa nhận nhưng trước sự trẻ trung hoạt bát nổi bật của thiếu niên vĩ đại như thần sắc mặt tăng thương như ông già của ngươi không thể nào che giấu được đâu. Đường Thiên như không phát hiện ra, vừa gạt bay quần sáng vừa lớn tiếng nói: ông chú già, sắc mặt tăng thương. khuôn mặt binh vốn không có gì giờ đã nổi đầy gân xanh. aha, ồ, ô ô ô, ông chú già tăng thương binh, ông chú già tăng thương binh. ơ, ờ, hắn có phần tăng thương, chút tăng thương, chút tăng thương, chút yêu thương, chút yêu thương. Đường Thiên bắt đầu dùng giọng cực kỳ khó nghe hát giống lên thân thể binh trên bầu trời cứng đở lại một lát sau khuôn mặt đầy gân xanh bỗng biến thành nghe răng cười để chúng ta cùng xem xem ai sẽ tang thương ai sẽ yêu thương trong không gian vô biên vô hạn tất cả quầng sáng đột nhiên dừng lại mỗi quầng sáng hiện lên một đôi mắt màu máu tất cả các quầng sáng đồng lại quay lại nhìn về phía đường thiên quầng sáng như thủy triều chút xuống phía hắn tiếng hát của đường thiên lập tức im bặt thay bằng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa đúng là xui xẻo mỗi khi tới cái nơi khỉ ho có gái này lại kinh hãi mất một hồi trong máy hiên trước khoang xe một nam tử tóc húi cua mặc võ trang quang minh màu trắng không nhịn nổi mắng trên võ phục của hắn có thêu một vệt đen biểu thị cho võ giả cấp sắt chính thức trong võ hội võ giả cấp sắt là võ giả cấp bậc thấp nhất nếu người mới thông qua kiểm tra sẽ tự động chuyển thành võ giả cấp sắt đương nhiên nếu người mới có thực lực cường đại thông qua được kiểm nghiệm cấp đồng cũng có thể trở thành võ giả cấp đồng cao cấp hơn bên cạnh hắn một võ giả cấp sát khác mặt mũi mọc đầy râu lên tiếng an ủi chúng ta còn tốt chán đám người mới được chuyển đến đây mới đủ thảm nói cũng phải nam tử tóc húi cua vẻ mặt may mắn may là năm đó ta không bị đưa tới nơi khỉ ho có gái này người không đắc tội với ai sao lại bị đưa đến nơi này gã có râu lắc đầu thường chỉ đắc tội với những bậc quan chức to mới bị đẩy đến nơi này những người này vốn không thể trở thành võ giả cấp sắt chắc chắn phải cắm lại nơi này cả đời ta cũng thấy lạ thật sao cấp trên lại dựng một ngoại doanh tại cái nơi mà chim cũng chẳng buồn ỉa này nam tử tóc húi cua mặt mũi đầy nghi hoặc cái này ngươi không biết đâu gã có dâu khoa hoang trước đây cấp trên từng phát hiện ở đây có bí bảo kết quả tìm tòi cả nửa tháng vẫn chẳng có kết quả gì thủ lĩnh chính là một võ giả cấp bạc võ giả cấp bạc nam tử tóc húi cua kinh ngạc chẳng lẽ là bộ trưởng bộ trưởng phân bộ của võ hội tròm sao anh tiên chính là võ giả cấp bạc không thể nào gã có dâu lắc đầu đấy là chuyện lâu lắm rồi ta cũng chỉ nghe một vị tiền bối nói thôi bởi chỗ đó nồng độ năng lượng đậm đặc lãng phí vô ích cũng đáng tiếc cho nên cấp trên bèn xây một ngoại doanh tại đó chỉ tiếc là hoàn cảnh ở đó quá khắc nghiệt ra vào đều rất nguy hiểm cho nên không ai tình nguyện nơi đó đã luôn nằm trong tình trạng nửa vứt bỏ mãi tới sau này xảy ra một sự cố sự cố có sự cố gì nam tử tóc húi cua sửng sốt đại khái khoảng 20 năm trước từng có một đám tinh hồn thú rất lợi hại đột nhiên xuất hiện trên chòm sao anh tiên lúc đó tổn thất rất nguy hiểm. Sau này điều tra ra mới phát hiện đám tinh hồn thú ấy chui ra từ đây, cấp trên lo sẽ xảy ra thảm họa thú triều nên quyết định cải tạo lại ngoại doanh, điều động quân tới bảo vệ. Gã có dâu giải thích, cái nơi rách nát này có ai thèm đến nam tử tóc húi cua khó hiểu. Đúng vậy, không ai muốn đi cả nhưng lại bắt buộc phải có người đi, cho nên, người cũng hiểu rồi đó, đây là một vùng đất lưu vong. Gã có dâu nói, hèn gì, nam tử tóc húi cua bừng tỉnh, ta bảo mà, thảo nào lại xây ngoại doanh tại một nơi quỷ quái như vậy thật ra không phải không có chỗ lợi gã có dâu nói cấp trên biết người bình thường chắc chắn không muốn tới nhưng phàm bị đẩy ra ngoại doanh đại lăng này dù không thăng lên võ giả cấp sát sau 3 năm chỉ cần tiếp tục sống ở đó mọi đãi ngộ đều tương đương với võ giả cấp sát rất nhiều người mới thực lực không tốt lắm đều chọn tới đó ở đó cũng không tệ chỉ có điều hơi khổ sở chút thôi vậy cũng được nam tử tóc hối cua gật đầu bài kiểm tra cấp sát khó khăn như vậy thực lực không đủ tới đó hưởng đãi ngộ tương đương cũng tốt, nhà cũng không cần phải lo. Cũng không hẳn. Theo hai người nói chuyện, lòng đất bên dưới bắt đầu xuất hiện vô số huyệt động chi chi chít chít như tổ ong, rậm rạp chẳng chịt nhìn không thấy phần cuối. Khi đường thiên mở mắt ra, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái chưa từng thấy, tinh lực sung mãn. Đây là lần nghỉ ngơi đúng nghĩa đầu tiên của hắn sau khi vào trại huấn luyện tân binh. Ngủ một giấc 18 tiếng, sự mệt mỏi không cánh mà bay, tất cả các vết thương đều đã khỏi. Phịt đường thiên nhảy xuống giường giơ cao hai tay phấn chấn kêu lên đường thiên tiến 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 cộp 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 tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn vang lên sau cánh cửa ra đi đến nơi rồi nhanh chút đi đường thiên ngây ra sau đó vội vàng đứng lên mở cửa phòng đi ra đến rồi hắn hơi tò mò ngoại doanh của quang minh võ hội sẽ như thế nào đây thấy bọn lão ngụy khen quang minh võ hội nức nở đường thiên cũng rất trở mong vào cái quang minh võ hội này hắn tách ra với bọn a mau di rất vội hơn nữa lúc đó ngày nào hắn cũng bị ông chú binh hành luôn ở trong trạng thái mệt mỏi ngơ ngẩn đường thiên ra khỏi phòng gặp được vài thiếu niên hắn không khỏi nhíu mày trước đó hắn không chú ý giờ mới nhận ra trên gương mặt những thiếu niên này có vẻ sợ hãi đường thiên rất kinh ngạc ở trong mắt hắn những thiếu niên có thể vào được quang minh võ hội ít ra cũng phải hăng hái phấn chấn như bọn a mau di hắn không thấy được những thứ đó ở những người này tuy tuổi bọn họ còn nhỏ nhưng lại làm cho đường thiên có cảm giác già nua thật là kỳ quái trong lòng đường thiên hơi khó chịu nhưng hắn cũng không nhiều chuyện hắn cũng không định ở quang minh võ hội lâu hắn định khi tất cả võ kỹ cấp 3 của mình đạt đến mức hoàn mỹ sẽ đi tìm thiên huệ mục tiêu của hắn là thiên lộ quang minh võ hội chỉ là nơi tạm cư cửa xe mở ra một võ giả cấp sát nói xuống xe đi những thiếu niên kia nhìn nhau không ai hành động gì đường thiên thấy vậy liền cất bước xuống xe đầu tiên khi đường thiên bước xuống xe hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người trước mặt hắn là một ngọn núi nguy nga sừng sững cao tới tận tầng mây nhưng thứ làm cho đường thiên phải sờn gai ốc chính là những hang động chi chít khắp núi nhìn qua ngọn núi này giống như một tổ ong khổng lồ một cơn gió lạnh quét qua sườn núi gây ra tiếng tít rất đáng sợ phảng phất như có vô số quái thú đang rình rập trong núi các thiếu niên đều run rẩy sắc mặt trắng bệch hai tên võ giả cấp sắt vừa đồng cảm lại vừa trào phúng a à, nơi này rất tốt tiếng hô không đúng lúc của đường thiên vang lên hắn ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi như một chiếc tổ ong khổng lồ này vô cùng hào hứng nếu như leo lên đỉnh núi chắc chắc sẽ được ngắm một khung cảnh tuyệt vời không ai có thể lên đến đỉnh núi một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn đường thiên nhìn về phía giọng nói vang lên thì thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục võ giả màu xám sau lưng mình dấu hiệu trên người hắn cho thấy hắn là một võ giả cấp đồng nam tử tóc húi cua và đại hán dâu ria vội ngừng cười tình hào đại nhân đã đưa tám người mới đến. Tình hào thản nhiên hỏi, vật tư thì sao? Cũng mang đủ, đại hán dâu ria vội nói, vì ba tháng nữa mới lại tới nên lần này, chúng ta mang thêm vật tư của một tháng nữa. Vẻ mặt tình hào hơi giãn ra, gật gù, các ngươi thật có lòng. Dứt lời hắn đi tới mấy xe hàng hóa, đã dỡ ra, vậy tay, vật tư chất đống như núi lập tức biến mất. Ồ, người cũng dùng thủy bình vũ quỹ sao? Hai mắt đường thiên sáng lên. Tình hào lạnh nhạt, nhạt nhìn đường thiên, không thèm quan tâm, nói với hai võ giả cấp sát, các ngươi đi được rồi. Rõ, hai võ giả cấp sát vội vã rời đi. Chỉ trong chốc lát xe đã bay lên trời, biến mất không chút tăm hơi. Trong xe, nam tử tóc húi cua như chút được gánh nặng, lau mồ hôi chán. Khí thế của tình hào đại nhân thực sự quá mạnh, không biết cấp trên nghĩ gì mà lại điều ngày ấy tới đây. Đắc tội ai đó chứ sao, đại hán dâu tia cũng thở phào, nói với vẻ tức hận. Nếu không với thực lực của tình hào đại nhân sao lại có thể rơi vào cảnh này hai người đều cảm thấy thổn thức tình hào lạnh nhạt nhìn những người mới nói đi theo ta dứt lời hắn liền cất bước mọi người vội vàng đuổi theo mặt đất chi chít ổ gà ổ voi có nhiều chỗ khi dẫm lên có tiếng động như ở phía dưới là rỗng sắc mặt nhiều người tái xanh nếu ngã xuống sẽ chẳng có ai cứu các người đâu âm thanh lạnh lùng của tình hào vang lên ở phía trước sắc mặt mọi người lại càng tái đường thiên tò mò hỏi phía dưới là cái gì tử vong xào động tình hào nói sau đó liền phát động thân pháp mọi người cũng vội dùng khinh công theo sát phía sau bát bộ càn thiền của đường thiên làm cho mọi người chú ý tỉnh hào cũng nhìn với vẻ bất ngờ khinh công cấp 3. đúng bát bộ càn thiền đường thiên cười nói trong đám người vang lên tiếng cười khẽ những người khác tỏ vẻ coi thường tỉnh hào cũng thầm lắc đầu ánh mắt nhìn đường thiên như nhìn một người đã chết không có thực lực cấp 4 thì không thể sống ở đây nhưng hắn cũng chẳng định lo chuyện bao đồng đi một lúc thì họ đến trước một hang động mọi người nhận ra hang động này có chút khác biệt với những hang động khác. Có một sợi dây thừng buộc vào tảng đá bên ngoài cửa động, đầu kia của nó thì sâu trong hang động. Tình hào không nói không rằng, cúi người, chân điểm nhẹ lên dây thừng, đi vào trong bóng tối. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng theo sát, vài người tỏ vẻ chế giễu. bắt bộ cản thiền cấp 3 nổi tiếng về sức bộc phát, thế nhưng dùng vào những chuyện linh xảo như đi trên dây thừng thì rất khó. Tên này chắc chỉ có thể bám dây thừng mà tụt xuống thôi. Đường thiên không nói gì, người nhảy xuống tất cả mọi người trợn mắt lên tên này điên rồi đường thiên đứng vững vàng trên dây thừng vô cùng ung dung đến tận lúc này những người khác mới chú ý tới đôi giày màu đồng bình thường mà đường thiên đi có người tinh mắt hô lên tiểu mã phi ngoa chẳng trách ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng bỏng tiểu mã phi ngoa là một bí bảo vô cùng thực dụng nó có thể tăng mạnh trình độ khinh công bí bảo như vậy ai cũng thích không ai lại chê khinh công của mình quá tốt cả khinh công tốt sẽ giúp họ chiếm thế chủ động trong chiến đấu. Đường Thiên không thích những người này, Đường Thiên chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra vẻ ác ý trong mắt họ. Đường Thiên cũng lười nói với bọn họ, chỉ đứng yên trên dây thừng. Trong bóng tối vang lên giọng nói không vui của tỉnh Hào, đứng đó làm gì? Mọi người như tỉnh mộng, vội vàng tiến về phía trước, Đường Thiên thong dong theo sát mọi người. Hàng động cũng không tối om hoàn toàn, trên vách đá có mọc loại rêu phát sáng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, cũng may mắt của mọi người tốt hơn người bình thường nhiều, chỉ cần có chút ánh sáng này là đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Dây thừng cũng không dài, khoảng chừng hơn 10 mét. Sau đó mọi người đi trên một con đường mòn rộng cỡ cánh tay. Đường thiên cúi đầu nhìn dưới chân, dưới chân hắn trống rỗng, có vô số đường mòn đá đan xen Những đường mòn chẳng chịt này giống như lối đi trong tổ ong, rất kỳ lạ. Đường thiên không thể nhìn thấy mặt đất từ đây. Một nơi thật kỳ lạ. Đường thiên thầm nhủ trong lòng, đây này có một bầu không khí âm lãnh nặng nề, điều này làm cho đường thiên cảm thấy không thoải mái. Tốc độ của tình hào rất nhanh, không ngừng bay lượn trên đường mòn nhỏ, những người khác sớm bị những đường mòn chẳng chịt làm cho hoa mắt chóng mặt. Một lát sau tiếng nước chảy vang lên ở phía trước, bọn họ vẫn tiếp tục đi tới, một con sông cuồn cuộn hiện ra trước mắt họ. Sông rộng khoảng 8, 9 trượng, lưu lượng nước cao, tiếng nước chảy mãnh liệt át đi mọi âm thanh khác. Nhìn dọc theo bờ sông đường thiên có thể thấy cách đó không xa là một thác nước lớn, ở nơi cao ở bờ bên kia, có thể thấy nhà cửa san sát, nơi đó giống như một trấn nhỏ. Nước đổ xuống ào ào từ trên thác, bọt nước trắng như tuyết, sinh ra rồi lại biến mất. Tình Hào dẫn mọi người đến cạnh thác nước, nước bắn tung tóe trước mặt, tiếng nước đổ xuống điếc cả tai, trên người Tình Hào đột nhiên xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, hắn qua dòng nước, bay về phía đối diện. Dòng nước cuồn cuộn bị Tình Hào cắt ra. Mọi người cảm thấy như một lưỡi rào ánh sáng vô cùng sắc bén chém đứt đôi dòng thác. Tất cả đều trợn mắt há mồm thực lực thật mạnh mẽ mạnh thật đường thiên ngơ ngẩn nhìn tình hào giờ đã sang đến bờ bên kia hắn rất kinh ngạc về thực lực của tình hào thực lực của tình hào hơn sang ngũ tiên sinh ở hồn chi mê cung phát hiện này làm cho nhiệt huyết của đường thiên sôi sục quả nhiên không hổ là quang minh võ hội chỉ là ngoại doanh mà có cao thủ lợi hại như vậy đường thiên hưng phấn nắm chặt tay thân hình hắn khẽ run vì phấn khích chẳng hiểu sao chiến ý trong cơ thể hắn dâng trào ở thành tinh phong không thể gặp được những cường giả như thế này đây chính là đối tượng ta muốn vượt qua ta muốn đánh bại thật là mạnh mẽ tình hào đang ở bờ bên kia bỗng cảm thấy gì đó ngẩng đầu nhìn đường thiên ở bên này ánh mắt đường thiên sáng ngời như sao vô cùng trói mắt khiêu chiến ta sao trên khuôn mặt bình thản của tình hào chợt hiện lên một nụ cười khó nhận ra mang theo chút nghiền ngẫm những người khác cũng tỉnh táo lại tất nhiên bọn họ không thể làm giống tình hào những người tinh mắt nhanh chóng nhận thấy những mỏm đá nhô ra trong thác nước những mỏm đá này giống như những cái cọc họ có thể dẫm lên để qua sông các thiếu niên lần lượt qua sông tình hào không nói gì tiếp tục bay về phía cao không lâu sau một trấn nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người một đám đàn ông đứng trước cửa trấn nhìn các thiếu niên bằng vẻ chế giễu bất thiện tình hào không dừng lại mà đi thẳng vào tình hào vừa đi qua thì đám người kia dàn hàng ngang gã đầu trọc cầm đầu vẻ mặt dữ tợn cười ác độc ha ha mấy thằng nhãi giao hết những thứ tốt trong người ra đừng làm cho ta phải tìm đến lúc đó trên người thiếu bộ phận gì thì cũng đừng trách chúng ta tao nào muốn ta ra tay thật à gã chọc đầu cười lạnh búc mạnh lên một bước mặt mũi đầy vẻ hung tợn thân hình to như cây cột điện khiến người khác kinh sợ những thiếu niên khác miệng câm như hến sắc mặt trắng bệch ngoan ngoãn móc đồ trên thân xuống ném lên mặt đất đầu chóng nhếch miệng cười điềm nhiên nói ta thích kẻ thức thời yên tâm đi sau này đi theo biu sẽ có cơm ăn những người khác chỉ đành yên lặng Ồ, ánh mắt Bưu ca hạ xuống người đường thiên, nhào mắt nói, không ngờ vẫn còn một cọng rơm hơi cứng. Hắn bẻ tay răng rắc, nhè răng cười, thân hình khổng lồ giãn ra, bàn tay toát lên một quần sáng màu vàng kim, chân lực kim hệ nồng đậm, khiến các thiếu niên khác đều biến sắc, nhiều người thầm thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. May là vừa rồi không phản kháng. Ánh mắt của Bưu ca đào qua đường thiên, trong mắt lộ vẻ tham lam, lặng lẽ nói, hóa ra trên người ngươi có không ít đồ tốt, hèn gì không nỡ đường thiên lẩm bẩm tự nói còn tưởng rằng ngoại doanh sẽ cao cấp thế nào hóa ra chỉ là một đám côn đồ nhỏ côn côn đồ nhỏ bưu ca ngây người chợt nổi giận chưa từng có ai dám gọi hắn là côn đồ nhỏ thằng nhãi kia người phải chết sắc mặt bưu ca âm trầm như nước chân nguyên trong cơ thể vận chuyển điên cuồng gã quyết định phải đánh tên đáng ghét này ra thành bã ở đây ngoại trừng tình hào đã nhân ra không ai được phép trái lời bưu ca bưu ca hét lớn một tiếng Sẫm mạnh xuống khiến mặt đất dưới chân nứt dạn mượn lực mà đạn hoàng hài truyền tới toàn thân như quả đạn pháo bay khỏi nòng súng đánh thẳng về phía đường thiên một luồng trưởng ấn hình vuông kèm theo uy thế kinh người ầm ầm đánh tới kim cương trưởng cấp 4 kim cương trưởng là trưởng pháp đại biểu cho hệ kim nổi danh cương mãnh tu luyện tới mức tận cùng trưởng ấn kim cương trưởng có thể dễ dàng ránh tan sát thép còn người đường thiên lập tức biến thành lạnh như băng hắn cúi người khom gối tại chỗ nắm tay chẳng biết đã thu lại bên hông từ lúc nào. Tiểu bang quyền. Không có hào quang cũng chẳng có âm thanh gì, nắm tay phải của đường thiên cứ thế không chút kỹ xảo đập thẳng vào trường ấn kim cương quyền trong ánh mắt chế nhạo của mọi người. Sức mạnh hạc thân trong cơ thể hắn cũng theo đó ầm ầm bùng phát. Một gợn sóng mắt thường khó thấy hiện lên trên trường ấn kim cương màu vàng kim. Giác. Trường ấn hình vuông cứng rắn như sắt thép hóa thành vô số mảnh cắt nhỏ tiêu tán giữa không trung. Thân hình đường thiên không chút sứt mẻ, Buka ca chọc đầu nhảy lui lại vài bước, cố ổn định thân hình. Mọi người lặng ngắt như tờ, ai nấy mặt mũi đầy sợ hãi và không dám tin. Không thể nào, thực lực bọn họ cho dù không đạt tới cấp 4 cũng là cấp 3 viên mãn, sao không nhận ra tranh lệch giữa hai bên. Buka ca đã cấp 4 viên mãn, chỉ cách cấp 5 có một lớp giấy mỏng manh, thế nhưng đường thiên lại chỉ có cấp 3. Tiểu bang quyền cấp 3 làm sao là đối thủ của kim cương trưởng cấp 4. Tạo nghệ của Buka ca về mặt kim cương trưởng rõ ràng cực kỳ tinh thâm. Nhưng vì sao Bưu Ca lại rơi xuống Hạ Phong? Cảnh tượng xảy ra trước mắt hoàn toàn khiêu chiến hiểu biết của họ, quỷ dị tới mức khó lòng tin nổi. Bưu Ca biến sắc, hắn nheo mắt lại, bắt đầu thăm dò đường thiên trước mặt, chỉ va chạm một lần hắn đã lập tức nhận ra mình đụng phải đá rồi, quyền pháp cấp 3 sao lại cường đại tới vậy, chẳng lẽ tên này cố ý che giấu thực lực. Đường Thiên đứng thẳng dậy, bắt đầu vung vẩy cánh tay, cử động thân thể, miệng lẩm bẩm, lâu rồi không đánh nhau mỗi ngày bị ông chú già binh giày vào bàn sống bán chết mà không cách nào đánh trả trong lòng đường thiên vô cùng khó chịu cho dù hắn biết đây là đang huấn luyện ngủ một giấc thể lực toàn thân hoàn toàn khôi phục có cảm giác sức mạnh dùng mãi không hết giờ lại có người khiêu chiến Trên ý đường thiên cố nén lại đã nhiều ngày giờ như một tia lửa bị ném vào trong chảo dầu vừa cử động thân thể đường thiên vừa không quên cảm khái đúng là đã lâu không làm đại ca rồi mọi người ngơ ngác nhìn đường thiên làm vài động tác đơn giản đường thiên cảm giác mình đã ở trong trạng thái tốt nhất hắn hơi ngừng lại thân hình khẽ cúi xuống con mắt chăm chú quan sát biêu ca trầm giọng nói hừ đầu chọc dám khiêu chiến thiếu niên vĩ đại như thần ngươi xong rồi vừa dứt lời hắn như mũi tên rời cung vẻ một cái đã đánh thẳng tới biêu ca biêu ca vẫn luôn cảnh giác một quyển vừa rồi của đường thiên khiến gã cực kỳ đề phòng có điều gã có thể làm nhân vật số 2 của ngoại doanh đại lang hoàn toàn là dựa vào chinh chiến của bản thân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân. Gã đã chạm tới cảnh cửa cấp 5, chỉ cần bước vào cấp 5 là có thể trở thành võ giả cấp sắt. Gã vốn trời sinh bản tính tàn nhẫn, đối xử với người khác hung ác mà với bản thân cũng hung ác. Những người khác buông thả bản thân, nhưng gã vẫn tu luyện khắc khổ. Chỉ cần thực lực chính thức đạt tới cấp 5, gã có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Bưu ca hư lạnh một tiếng, không chút kinh sợ, đón lại thân hình của đường thiên, song trưởng va chạm. Ba luồng trường ấn vàng kim hình vuông chia ra hai đường, tạo thành hình tam giác, ép thẳng về phía Đường Thiên. Chiêu này là nhất phẩm kim cương, độ khó cực cao. Uy lực của kim cương trường tuy công mãnh cường đại, nhưng xuất trường chậm chạp, đây là điều mọi người đều biết. Chỉ thấy ba luồng trường ấn vàng kim ong lên một tiếng giữa không trung, hợp thành một hình tam giác, như một bức tường ánh sáng xé tan không khí. Khí thế bừng bừng đánh về phía Đường Thiên. Quả không hổ danh trường pháp cấp 4. Chân lực phóng ra ngoài rồi, mà còn sản sinh nhiều biến hóa như vậy Đường Thiên hai mắt bừng sáng, chiến ý lại càng dâng cao, có thể gặp võ giả khác, gặp cường giả khác, thật khiến bản thân hưng phấn làm sao. Bức tường ánh sáng màu vàng ập tới, thế không đỡ nổi. Hít sâu một hơi, trong mắt Đường Thiên sục sôi chiến ý, chân lực cơ thể vận chuyển tới cực hạn, không hề né tránh, tốc độ không hề suy giảm. Bức tường ánh sáng dùng tốc độ kinh người phóng lớn trong mắt hắn, Đường Thiên thở mạnh một hơi, quyền cũng đánh ra. Hạc thân kình thôi động sát chiêu, Đại Tuyết Băng Dầm. Bức tường ánh sáng cứng rắn như thực chất giờ lại như những hạt tuyết ầm ầm nổ tung, một bóng người nhanh chóng tuyệt luân, như một mũi tên xuyên, thẳng qua bức tường tuyết màu vàng, bắn tới chỗ bưu Ca. bưu Ca chọc đầu biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, uy lực của nhất phẩm kim cương ra sao không ai hiểu rõ hơn gã, chiêu thức này chưa từng thất thủ bao giờ, thế nhưng đối phương lại dùng võ kỹ cấp 3 đánh nát được nhất phẩm kim cương. Tên này, rốt cuộc là ai? Giữa không trung, Đường Thiên đổi quyền thành trào, lao tới đầu chọc như diều hâu vồ thỏ. Ưng chảo công Ưng chảo cũng được đường thiên tu luyện thành trong trại huấn luyện tân binh vô cùng mạnh mẽ, năm ngón tay như móc câu xé gió, tựa như vô số chim ưng cùng rít lên giữa không trung Sắc bén hung hãn, không gì không phá nổi. Tóc gáy biu ca đầu chọc đột nhiên dựng đứng, bất chấp mọi thứ dùng kim quang bao bọc xong trưởng tự bảo vệ bản thân, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lùi lại. Phốc! Chảo trường va chạm! Trước một chảo của đường thiên, phòng tuyến do song trưởng của Buka tạo thành chẳng khác gì bã đậu, ầm ầm bề nát. Buka hồn phi phách tán, đột nhiên cảm thấy thế trào của đường thiên hơi chậm lại, lòng khẽ buông lòng, đối phương đã kiệt lực rồi, đầu chọc vội vàng phát lực, cào tới xé họng, mọi người cùng nhau xông lên. Nào ngờ, bàn chân đường thiên vừa chạm đất đã như lò xo, lập tức bắn lên, không có cả thời gian để thở. Bột bột bộp, mỗi bước bộ pháp của đường thiên đều rất nhỏ, xong liên tục vài bước, sức bật kinh người khiến tốc độ đường thiên đạt tới cực hạn sức bật mạnh mẽ của bát bộ càn thiên được thể hiện vô cùng tinh tế đầu chọc chỉ cảm thấy mắt hoa lên tàn ảnh của đường thiên đã xuất hiện trước mặt gã gã kinh hãi khẽ đảo khỉu tay kim cương trưởng vỗ thẳng ra ngoài trường trào lại va chạm bưu ca đầu chọc chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức vô cùng như có vô số thanh dao găm nhỏ đâm vào lòng bàn tay gã song lúc này gã đã không cố gắng được nữa mượn lực thừa cơ lăn về phía sau một vòng đường thiên đang đánh tới cao hứng hoàn toàn không có ý buông tha cho đầu chọc thân hình nhoáng lên một cái chân dẫm không thung bộ như giỏi bám theo xương quỷ mỹ xuất hiện bên cạnh đầu chọc khoác tay lên vai gã trong ánh mắt kinh dị của chính nạn nhân sau đó đầu chọc bị quăng lên thân hình to lớn nặng nề của Ca lại như nhẹ không trong tay đường thiên liên hoàn quan tiết kỹ rầm 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 đám tay chân nghe gã đầu chọc kêu gọi đang lao về phía đường thiên lại lập tức bị hắn quăng Ca đến đánh văng ra bóng người ngã bay, tiếng kêu rên vang lên khắp bốn phía, một lúc lâu vẫn không ngừng. Tới lúc đường thiên ngừng tay, gã chọc đầu trên tay đã mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Đường thiên vẫn chưa thỏa mãn nhìn đầu chọc trên tay, bộ dáng như không nỡ ném bỏ gã đi. Bảy thiếu niên khác sắc mặt ngây ra như phóng, bọn chúng ngơ ngác nhìn đám côn đồ đang kêu rên lại ngơ, ngác nhìn đường thiên. Có vài tên trước đã cười nhạo hắn giờ sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đường thiên quang gã chọc đầu xuống đất, miệng lầm bầm sao lại yếu thế chẳng phải cấp bố à xem ra tên này cũng chỉ là hàng nhập lậu nếu đầu chọc tỉnh dậy nghe được câu này chắc chắn sẽ thấy muốn học máu đường thiên vốn định đánh một trận cho đã giờ cụt hết cả hứng dứt khoát quay sang kiểm tra chiến lợi phẩm nguyên đám to ca bị hắn lột sạch rồi quăng sang một bên cả đống người trần trụi xếp chồng lên thành ngọn núi nhỏ trước mặt đường thiên cũng chất thành một đống nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề vui vẻ hóa ra là một đám nghèo kiết xác Võ giả của Quang Minh võ hội sao lại nghèo tới mức này? đúng thật là sỉ nhục. Nhớ lại khổng đại nhân giàu tới chảy mỡ, nhớ lại võ tràng nhược điểm khiến Đường Thiên đầm đến nước miếng. đám người này chẳng ngờ lại không có tới một món bí bảo cấp đồng. vốn cho rằng có thể thu hoạch lớn, Đường Thiên lại phát hiện phí cả công đánh, tâm trạng đương nhiên không tốt. Không đúng, võ giả Quang Minh võ hội sao lại nghèo đói thế được? chắc chắn bọn hắn đã số đồ tốt đi rồi. Ánh mắt bất thiện đào qua bốn phương, Đường Thiên để ý tới một đống cọc gỗ chất trong góc. Một lát sau, một loạt giá gỗ xếp thành hàng, trên mỗi giá gỗ là một gã to cao bị lột trần chuồng. Đường thiên chẳng biết kiếm đâu ra một cái ghế đầu, ngồi đó với vẻ thích ý. Ngươi, đường thiên tiện tay chỉ vào một thiếu niên, gánh một thùng nước ra đây. Thiếu niên thất kinh, sắc mặt trắng bệch, tới tận lúc nghe rõ lời đường thiên mới khôi phục lại chút bình thường, không dám nói nhiều vội vàng tìm thùng gỗ múc nước. Không bao lâu sau hắn đã mang một thùng nước tới. Trên bãi đất trống trải dựng một loạt cọc gỗ, một đám thiếu niên cầm như hến đứng đằng xa, chỉ có mình đường thiên nhàn nhã ngồi đó. Đường thiên trên ghế đầu như lão đại xã hội đen quy ẩn đã lâu, vẻ mặt thâm trầm cảm khái, đúng là đã lâu không làm đại ca rồi. Có điều, thật thoải mái. Bưu ca bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh, sau đó gã lập tức hối hận vì đã tỉnh lại. Nói đi, người giấu bí bảo của ta ở đâu, giọng nói đường thiên ong ong trong lỗ tai của Bưu ca. Bưu ca mê man không hiểu, bí bảo của ngươi. Đúng vậy, đường thiên đứng dậy giang hai tay ra vẻ mặt hiển nhiên bây giờ các ngươi là tù binh của ta bí bảo của các ngươi đương nhiên cũng là của ta bấy giờ buka mới phản ứng lại giờ khóc giờ cười nói tất cả những thứ kia tay nghề của ngươi sạch sẽ như vậy ư đừng hòng lừa gạt ta khuôn mặt đường thiên lộ vẻ khinh bỉ nhìn buka một đống đồ lớn như vậy mà không có lấy một bí bảo đồng xanh hay thẻ bạc nào lừa trẻ con đi người của quang minh võ hội sao có thể bần hàn thế nói cho ngươi biết đừng nghĩ ta tầm thường quang minh võ hội giàu có như thế nào chứ đường thiên vừa nghĩ đến chiếc xe xa hoa của khổng đại nhân vừa nghĩ đến những tấm thẻ bạc cấp bốn kín tường thì đã thấy nhiệt tình hơn hẳn rồi nhìn bưu ca cứng họng không trả lời được đường thiên càng đắc chí nói ngay cả ta còn có bí bảo đồng xanh mà các ngươi lại không có nổi một cái hợp lý sao ta nói cho các ngươi biết tốt hơn hết là ngoan ngoãn nhà bí bảo ra nếu ai dám che giấu à trên người thiếu mất bộ phận gì đó thì cũng đừng trách ta đường thiên bắt đầu học theo lời bưu ca biu ca lệ vương đầy mặt là kẻ nào nói người quang minh võ hội đều là dê béo chúng ta thật sự không có giọng biu ca run run đường thiên nghiêm mặt lộ vẻ ác ôn nắm tay kêu răng rắc để ta cho người nhớ kỹ một chút biu ca tức thì cuống lên đột nhiên hắn nghĩ đến một nơi vội vàng nói ta nhớ rồi nhớ ra rồi có một nơi có bí bảo lập tức đường thiên phấn chấn tinh thần đường thiên nhìn hành lang trước mặt kinh ngạc nói chỗ này dường như khá cổ xưa trước kia có vị tiền bối vì phạm lỗi mà bị đày đến đây sống nốt quãng đời còn lại hàng lang này chính là nơi người bế quan bưu ca giải thích thêm người từng lưu lại di ngôn chỉ cần đi đến nơi sâu nhất của hàng lang người bế quan là có thể lấy được di vật của người nghe có vẻ rất lợi hại đường thiên phấn khởi nói bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề nhưng sao các ngươi không vào trong đó có một hồn tướng rất lợi hại bọn ta đều đã thử rồi nhưng không đánh lại bưu ca giải thích vậy hả đường thiên hiếp mắt gật đầu nói được, để ta thử một chút. Đầu chọc không lừa hắn, hắn có thể cảm thấy ở cuối hành lang ẩn chứa một luồng khí thế như ẩn như hiện, tuy mỏng manh nhưng lại nguy hiểm. Khuôn mặt bưa ca lộ vẻ mừng rỡ, dụ tên khốn kiếp này vào hành lang, nếu bị hồn tướng trong đó giết thì, hề hề. Đột nhiên nụ cười trên mặt bưu ca cứng lại, gã nhìn đường thiên lắp bắp, ngươi, ngươi, ngươi muốn gì? Đường thiên lấy một sợi dây thừng trói cả đám người thành một cục, thấy cả lũ đều bị trói chặt tay chân buộc bánh tét, đường thiên mới vỗ vỗ tay tỏ vẻ hài lòng nói như vậy các ngươi không phá rối ta được rồi chờ ta ra ngoài sẽ thả các ngươi ra khoan nếu ngươi không ra được giọng biu ca run run đường thiên nhếch mép cười yên tâm ta nhất định sẽ ra dứt lời hắn liền mặc kệ đám người xoay lưng đi về phía hành lang lối đi chẳng hề tối tăm ngược lại còn rất sáng sủa không khí từ sâu trong hành lang thoảng ra chút hơi tanh đường thiên sắc mặt nghiêm túc cẩn thận đi vào sâu trong hành lang nền hành lang được làm bằng nham thạch nhìn không thấy cuối đường ở đây năng lượng cực kỳ đậm đặc chỉ kém cổng ánh sáng một chút thôi hành lang đã lâu không có người đi lại trên nền phủ một lớp bụi dày mạng nhện sang khắp nơi lối đi tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân đường thiên vang vọng nếu phải người nhát gan nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy ngay nhưng ngoài sắc mặt hơi căng thẳng thì đường thiên chẳng có biểu hiện gì sợ hãi dần dần đi sâu vào trong trên hành lang bắt đầu xuất hiện những dấu vết rải rác nhưng vết tích này là chữ mà chẳng giống chữ vô cùng cầu thả nhưng lại khiến đường thiên thầm líu lưỡi vách đá xung quanh cực kỳ cứng rắn đấm vỡ vách đá thì còn dễ chứ nếu bảo hắn viết lên đây thì chắc chắn không thể nào làm được việc này yêu cần lực ngón tay mạnh đến thế nào chứ trong lòng đường thiên hiện ý kính trọng nhất là hắn có thể nhận thấy những ký hiệu cầu thả trên vách đá giường như là suy luận về võ kỹ một hình tượng tiền bối cao nhân say mê võ kỹ lập tức xuất hiện trong đầu đường thiên đối với những người như thế đường thiên cực kỳ kính trọng hắn vừa đi hai tay vừa kết hình chữ thập lầm nhầm trong miệng tiền bối trên trời tất cả di vật bí bảo võ kỹ đều cho ta hết đi ta nhất định sẽ không làm mất uy danh của tiền bối thiếu niên giống như thần là người thừa kế tốt nhất đó ta sẽ cố gắng làm dạng dỡ uy danh chẳng biết có phải vì nghe được những lời này của hắn hay không đột nhiên một bóng người từ từ ngưng tụ trước mặt đường thiên hồn tướng đường thiên giật nảy mình vội vàng ngừng bước sắc mặt đề phòng hồn tướng là một ông lão gầy trơ xương lưng hơi còng hai cánh tay rất dài ánh mắt đường thiên dừng ở hai tay ông lão hai cánh tay gầy khô như que mười ngón tay cong như móc câu móng tay đen xì sắc bén khiến người ta vừa trông thấy đã sợ sắc mặt đường thiên trở nên căng thẳng trên người lão tỏa ra hơi thở âm u làm hắn dựng cả tóc gáy cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đầu chọc không dám đi vào chứng kiến đầu ngón tay của hồn tướng cộng với những chữ viết ngoạch ngoạc trên vách đá khi nãy Đường Thiên mới biết hồn tướng trước mắt 9 phần 10 là võ hồn, khi còn sống của vị tiền bối kia biến thành. Đường Thiên cẩn thận thi lễ gặp mặt, miệng lẩm bẩm, "Tiền bối, ta tới để nhận bảo bối của người đây. Tuy người canh giữ những bảo vật này, nhưng nhất định cũng không vui, vì chúng bị vùi trong bụi bặm không thể phát huy giá trị, được giá trị của mình, không thể tỏa ra hào quang bí bảo, trong khi chiến đấu như trước kia." Thật đáng tiếc. Hồn tướng hờ hững nhìn Đường Thiên, như chẳng hề nghe thấy. Đường Thiên nhìn hồn tướng trầm giọng nói tiền bối muốn khảo nghiệm vậy đến đi ta sẽ chứng minh ta có năng lực không bôi nhọ chúng sắc mặt hắn nghiêm trang khẽ quát thiên lô bùng ngọn lửa bao phủ hai bàn tay lúc này ngọn lửa của bao tay hắc thiết đã xanh hơn trước trải qua vô số lần tôi luyện võ hồn của bao tay hắc thiết đã âm thầm phát sinh biến hóa đường thiên luôn có cảm giác rằng bao tay sẽ nhanh chóng lột xác nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ có hồn tướng trước mặt thân hình hơi hạ xuống con người xám xịt của hồn tướng đột nhiên lóe hàn quang đường thiên chỉ cảm thấy trước mặt chớp nhoáng hắn vội tìm theo bóng dáng hồn tướng nhanh thật có điều ở trại huấn luyện tân binh đường thiên bị vô số luồng ánh sáng trà đạp đã dần luyện được trực giác nhẹ bén nhiều lúc đôi mắt cũng không đáng tin cậy có khi là không nhìn kịp có khi lại là đối thủ cố tình lờ gạt trong huấn luyện kháng cự đường thiên phải đối mặt với những luồng ánh sáng dày đặc như mô mùa hạ nếu muốn dùng mắt thường để theo dấu chúng thì quả thật là chuyện bất khả thi Phương pháp của đường thiên chính là rèn luyện trực giác của mình. Phương pháp này cũng không phải do binh dạy, mà là do hắn tự nghĩ ra. Hắn phát hiện chỉ cần bản thân giữ bình tĩnh một mức nhất định, thì trực giác sẽ cực kỳ nhạy bén, tìm được chỗ tốt của trực giác, đường thiên càng chủ động luyện. Huấn luyện kháng cự không chỉ dùng để rèn luyện chân lực trong cơ thể mà đồng thời còn rèn luyện trực giác. Trực giác giống như một tấm phôi đồng thô giáp, nhờ không ngừng mài giũa mà nó trở nên sáng bóng, đến mức có thể soi gương, càng lúc càng soi rõ ràng hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Thiên có thể kiên trì trong huấn luyện kháng cự lâu đến như vậy. Gần như chẳng chút trần chừ, Đường Thiên nghiêng người, năm ngón tay như móc vung thẳng về bên trái. Keng! Thật lợi hại! Nếu không phải mình luyện được hạc thân có khả năng hóa giải chân lực xâm nhập cơ thể, nếu là võ giả bình thường gặp phải chân lực quỷ dị như vậy, thì chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Hồn tướng chỉ cấp 4, nhưng lối tấn công quá mức quỷ dị, khiến cho thực lực của nó phải vượt trên cấp 4 rất nhiều. Đường Thiên biết đối thủ lợi hại càng không dám lơ là, hai tay tạo ưng chảo như cuồng phong bão tố ập về phía hồn tướng. Tiếng gió rít ngập trời, như sóng thủy triều thét gào. Ưng chảo công của Đường Thiên chỉ một chữ, nhanh, nhanh đến siêu thoát, trong huấn luyện kháng cự, chỉ cần chậm một giây sẽ có luồng ánh sáng liên tục đánh vào sơ hở của hắn, để lại một vết máu bầm, mà mỗi ngày hắn phải ngắn cản cơn mưa bão ánh sáng trong 6 giờ, phương pháp biến thái như vậy thì tất nhiên cũng luyện ra ưng chảo công không tầm thường ưng chảo công của đường thiên chưa chắc đã là phiên bản ưng chảo công có uy lực mạnh nhất nhưng tuyệt đối nhanh nhất nó đã đạt đến đỉnh cao cực hạn trong lý luận nhưng khiến cho đường thiên bất ngờ chính là công kích của hồn tướng không hề kém hơn hắn chút nào mười ngón tay cong cong tựa như mười lưỡi liềm mỗi lần lướt trong không khí lại tạo nên tiếng rít gió rợn người đôi bên đều dùng nhanh đánh nhanh vô số tia lửa xoẹt xoẹt tóe ra từ chỗ hai người từng luồng chân lực không ngừng xâm nhập theo mười đầu ngón tay chạy vào cơ thể nhưng tất cả đều bị hạc thân hấp thu. Tần suất tấn công của đôi bên cực kỳ kinh người, trong chốc lát đã hơn có 300 luồng chân lực giống như muối bỏ biển chìm vào trong cơ thể đường thiên. Hồn tướng cũng không thể ngờ được còn có người có thể hấp thu chân lực của người khác. Tiêu hao chân lực quá lớn khiến cho tốc độ tấn công của hồn tướng giảm xuống rõ rệt, đường thiên nhạy cảm thế nào chứ, hắn tức thì chú ý tới thay đổi đó. Gầm lên một tiếng, thế công của đường thiên trở nên hung ác tàn nhẫn, hắn chẳng hề để tâm đến chân lực tiêu hao cứ dốc hết sức công kích tiếng rít gió rợn người dày đặc hơn bao giờ hết kình khí bắn tứ tung bắn lên cả vách đá trong nháy mắt xung quanh đã đầy những vết cắt lỗ ngón tay hố vụn vách đá những nơi một người một hồn đi qua đều trồng chất vết thương keng một tiếng văng nhỏ ngọn lửa bao phủ hai tay đường thiên từ đỏ chuyển thành xanh ngọn lửa màu xanh bớt mãnh liệt hơn những cũng linh hoạt hơn trước đường thiên chợt cảm thấy một sức mạnh to lớn từ đôi bao tay lòng hắn mừng rỡ bao tay lên cấp Bao tay thiên lô cấp đồng xanh. Bao tay thiên lô cấp đồng. Ngọn lửa màu xanh thậm chí mang theo một chút lạnh lùng uy nghiêm tới thấu xương. Không biết có phải do đường thiên tự mình rèn luyện không, võ hồn của bao tay cấp đồng này kết nối cùng tâm thần hắn. Lòng tin của đường thiên tăng nhiều, phúc đến lòng cũng sáng ra, đột nhiên hét lớn. Thiên lô. Phù. Ngọn lửa màu xanh bừng lên, lan dọc theo cánh tay đường thiên, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hai tay hắn. Thân hình đường thiên lóe lên, Chả phải như tê chớp đánh ra, một cảm giác tự nhiên khó tả thành lời từ cổ tay hắn truyền tới nhẹ bỗng như không có gì trói buộc trong không trung như có một tia chớp xanh lướt qua chảo này của đường thiên tốc độ cực nhanh cho dù đem so với thiểm điện sát cũng không kém hơn chút nào điều này khiến đường thiên vô cùng vui mừng cho tới giờ thiểm điện sát là thủ đoạn công kích có tốc độ cao nhất của hắn có điều uy lực của nó với đường thiên bây giờ mà nói đã quá nhỏ mà tốc độ ưng chảo công của đường thiên trước đây đã khá kinh người giờ lại càng thêm kinh khủng song chảo liên hoàn trong không trung lấp loáng vô số tia chớp xanh chói mắt keng 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 tia lửa văng khắp nơi hồn tướng dưới công kích mãnh liệt của đường thiên cũng phải lùi lại liên tục song đây là chảo công cấp đại sư lúc này biểu hiện cực mạnh cho dù ở thế hạ phong nhưng vẫn như mưa rơi không lọt thế công sắc bén ác liệt như cuồng phong vũ bão của đường thiên vẫn không khiến nó chịu thương tổn trí mạng chảo công thật cường đại đường thiên bất giác nhớ tới tác hồn thương sau trận đánh với chu bằng Đường Thiên bỏ chút thời gian tìm hiểu về sự tích cuộc đời vị thương thuật đại sư Dương Vân. May là thẻ hồn tướng trên tay Chu Bằng chẳng qua chỉ là tác hồn thương được chế khi còn trẻ tuổi, lúc đó tác hồn thương chỉ mới có chút danh tiếng, thương pháp cũng chỉ là mới thành lập. Nhưng hồn tướng trước mắt mặc dù cấp bậc không cao, nhưng chảo công sắc mén lão luyện, lợi hại hơn nhiều so với tác hồn thương, lại không chút sơ hở nào. Hai bên dùng nhanh đấu nhanh, vô số tia lửa lấp lóe. Nếu không có bao tay thiên lô, không có hạc thân, chỉ so sánh chảo công, đường thiên còn kén rất xa chảo công của hồn tướng đã đạt mức lô hỏa thuần thanh khiến đường thiên cũng phải ngưỡng mộ không thôi nhưng nó lại càng kích thích lòng hiếu thắng của đường thiên tiếng giết thê lương đầy trời đã biến mất ánh chảo màu xanh thu lại thanh thế biến thành từng tiếng gì xỉ nhỏ như rắn độc lẻ lưỡi xẹt 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 keng 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 ánh chảo như tia chớp xanh lưu lượng vô cùng lớn hồn tướng mặc dù ngăn cản được thế công của đường thiên nhưng lực lượng chuyển lại cũng khiến thân hình nó không tự chủ được lui lại phía sau. Đường thiên lập tức chú ý tới những chi tiết này, hắn cũng hiểu được đôi chút. Nói chung người tu luyện trảo công thường không mạnh về lực lượng, bọn hắn thường chú tâm vào rèn luyện chỉ lực, lực cổ tay, rất ít khi dùng tới lực lượng toàn thân. Nhưng tố chất thân thể đường thiên vô cùng xuất sắc cân đối, có lẽ so với tên trọc điền thiên lực lượng như Amauji thì hơi kém một chút, nhưng kỹ xảo phát lực của đường thiên lại càng thêm hoàn mỹ, lực lượng cũng thuần khiết hơn có kỹ xảo phát lực hoàn mỹ làm cơ sở, Đường Thiên có thể nhanh chóng điều động lực lượng toàn thân. Nếu dùng lực lượng toàn thân dung nhập vào ưng chảo công thì sao? Trong lòng có ý tưởng, động tác của Đường Thiên cũng lặng lẽ biến hóa. Phong cách ưng chảo công của Đường Thiên bắt đầu biến đổi, mạnh mẽ rộng rãi, khí tức âm lãnh nhạt dần, đổi thành vẻ đường đường chính chính. Tiếng va chạm chỉ trường hai bên cũng lập tức biến đổi, keng keng keng. Chỉ trường Đường Thiên như chùy, dùng mạnh phá xảo, hồn tướng vốn dĩ đã ở thế hạ phong giờ đối mặt với phương thức tấn công trái với đạo lý của đường thiên lại càng thêm chật vật đường thiên hoàn toàn đắm chìm trong ưng chảo công hoàn toàn mới hắn không ngừng đem lực lượng toàn thân truyền vào trong hai chảo vốn tiếng xuất chảo như rắn rít xì xì giờ trở nên trầm thấp hùng hồn chảo pháp mới thế lớn lực mạnh mặc dù mặt biến hóa yếu đi nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn vài phần nhưng cũng rất nhanh chóng đường thiên lại phát hiện mình có thể áp chế hồn tướng nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của nó lại cực kỳ khó khăn đột nhiên Đường Thiên nhớ tới biến hóa tiết tấu của hồn tướng lúc vừa rồi, công kích của hiệu trưởng trượt nhẹ trượt nặng, hư thật giao nhau khiến hắn bực bội muốn học máu. Giờ Đường Thiên lại bắt trước hiệu trưởng, công kích của hắn trượt nhẹ trượt nặng, trượt nhanh trượt chậm, hồn tướng lại càng thêm chật vật, phòng tuyến vốn nghiêm ngặt lập tức xuất hiện sơ hở. Mắt thấy bại cục của hiệu trưởng đã định, đột nhiên trong mắt nó xuất hiện một ký hiệu sáng ngời màu đỏ. Trong lòng Đường Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác báo động. Không chút do dự, lập tức thối lui năm tia lửa chói mắt đột nhiên bừng sáng trước mặt đường thiên năm ngón tay hiệu trường lướt qua không khí đầu ngón tay dùng tốc độ kinh người ma sát với không khí tạo thành tia lửa chói mắt đây là sát chiêu cảm giác nguy hiểm chưa từng thấy bao phủ đường thiên trong lúc rút lùi tóc gái hắn đều dựng đứng lên gần như không nghĩ ngợi gì đường thiên đột nhiên hét lớn ánh mắt bừng sáng trên lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn giơ chảo phải lên nắm người ón tay khép lại như mò chiêm một thẳng xuống ưng kích sát chiêu luyện thành sau khi dung hợp hạc thân kình vệt móng tay sắc nhọn xanh biếc tới chói mắt đột nhiên xuất hiện giữa không trung đánh thẳng lên ánh trào cong cong mang theo một loạt tia lửa bùng hồn tướng như bị xét đánh trước đó nó đã tiêu hao khá nhiều chân lực mà đòn ứng kích đường thiên đánh ra lúc này lại tràn trề lực lượng chuẩn bị cho nó một đòn chí mạng hồn tướng đột nhiên nổ tung trước mặt đường thiên vô số mảnh vỡ võ hồn như những sợi tơ bị gió thổi tung từ từ tiêu biến trong không trung với tốc độ mắt thường thấy được đường thiên giật mình đứng trước hành lang chống vắng không người trong lúc nhất thời bỗng có cảm giác thương cảm chỉ từ hồn tướng cũng có thể thấy năng lực chỉ công của vị tiền bối này lợi hại tới mức nào người sau khi chết võ hồn sẽ tiêu tán mà võ hồn của vị tiền bối này lại hóa thành hồn tướng bảo vệ nơi này vậy chắc chắn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành đường thiên lẩm bẩm tự nói tiền bối xin hãy yên tâm ta sẽ không bôi nhọ võ kỹ và bí bảo của người hắn không biết tâm nguyện của vị tiền bối này là gì chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt lòng thành kính của mình đối với tiền bối thần sắc đường thiên lại khôi phục vẻ nghiêm nghị và chăm chú hắn giang rộng bước chân xoay người đi vào sâu trong hành lang đi về phía trước được bốn năm trăm mét một cái động đá xuất hiện trước mặt đường thiên bước vào trong động ánh mắt đường thiên lập tức bị một món đồ đạt ngay chính giữa thu hút không chuyển mắt đi nổi một bộ áp giáp cấp đồng hoàn chỉnh lặng lẽ đặt tại đó cho dù bị thời gian che phủ nhưng nó vẫn sáng bóng như mới trên giáp không chút bụi bặm đường thiên có thể cảm nhận được khí tức cường đại của nó đây là lần đầu tiên hắn thấy áo giáp cấp đồng đây là bộ giáp cấp đồng của tròm khổng tước nó tên là khổng tước lam một giọng nói vang lên phía sau đường thiên hắn giật mình vội vàng quay lại là tinh hào thần sắc tinh hào vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn bộ giáp cấp đồng đó thản nhiên nói tròm khổng tước mặc dù không phải tròm sao gì lớn nhưng bộ giáp này lại là tinh phẩm trong số những bộ giáp cấp đồng thật không ngờ nó lại trên tay nông tiền bối hắn để ý thấy vẻ đề phòng trên mặt đường thiên bèn nói yên tâm ta sẽ không cướp của người vì sao đường thiên ngạc nhiên tinh hào thản nhiên nói ta tự có giáp rồi đường thiên mặt mày hớn hở a à, vậy thì tốt quá nói xong chạy vội ra chỗ khổng tức lam tinh hào vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chỉ tiếp tục nói bộ giáp khác với những bí bảo khác nó ẩn chứa lực lượng cường đại hơn muốn thu phục nó không dễ lắm đâu đang nói trượt im hắn ngơ ngác nhìn đường thiên đã bắt đầu luống cuống tay chân mặc khổng tức lam vào sao lại như vậy bộ giáp đâu dễ thu phục như vậy sao bộ giáp này lại không hề phản ứng ngơ ngác nhìn đường thiên vẻ mặt tinh hào vô cùng kỳ quái bộ giáp là một trong những bí bảo phức tạp nhất vì chỉ có những chòm sao đủ mạnh mẽ mới có thể thai ngén ra bộ giáp cũng bởi vậy lực lượng của bộ giáp là cường đại nhất lại cũng là khó thu phục nhất tinh hào nhớ rất rõ khi mình thu phục bộ giáp bản thân đang dùng đã phải bỏ ra hơn một tháng tên này lần đầu tiên tinh hào có cảm giác ghen ghét ha ha quả nhiên rất cường đại ta cảm thấy lực lượng mênh mông bát ngát đường thiên đột nhiên ồ lên một tiếng nghe đường thiên kêu vậy tinh hào ngẩng đầu sắc mặt cứng lại trên mặt dưới chân đường thiên bỗng sáng lên vô số quầng sáng đường thiên nhắm mắt lại cảm thụ thật cẩn thận trong quầng sáng đó phía ngoài của bộ giáp cấp đồng này đột nhiên tan ra cái này cái này đường thiên há hốc mồm vẻ mặt kinh sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Theo phía ngoài bộ giáp tan ra như sáp, từng vệt hoa văn dần dần xuất hiện bên ngoài bộ giáp cấp đồng này. Hoa văn càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng phức tạp, những góc vốn trống trải góc cạnh cũng nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành những vòng cung duyên dáng. Một bộ khổng tức lam hoàn toàn mới hiện ra trước mắt hắn. Bộ giáp vốn hơi đầy đạn giờ đã trở nên thon gọn, mỗi phần đều giờ khắc hoa văn màu xanh ra trời đẹp đẽ, như những chiếc lồng của khổng tức xếp với nhau tầng tầng lớp lớp, nó tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bả vai hơi gồ lên xong không hề ảnh hưởng tới hoạt động của đường thiên mỗi khi đường thiên cử động tay chân chúng sẽ như là nước chảy làm gợn lên từng gợn sóng mỏ xanh lam cực kỳ đẹp mắt đường thiên vô cùng hiếu kỳ hắn có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trên bộ giáp này lại mạnh lên vài phần võ hồn thật cường dại đường thiên có thể cảm giác được võ hồn bên trong bộ giáp cực kỳ mạnh mẽ hơn cả võ hồn trong bao tay võ hồn thức tỉnh tinh hào ánh mắt ngây ngốc thì thào tự nói thân thể hắn đột nhiên chấn động bừng tỉnh hiểu ra ta hiểu rồi nông tiền bối đã chấp nhận ngươi trong giọng nói của hắn còn xen lẫn sự khiếp sợ hâm mộ và khó lòng tin nổi tinh hào đã sớm biết chỗ này rồi hắn không tới là bởi bản thân tu luyện kiếm thuật không hứng thú gì với chỉ công xong giờ nhìn khổng tức làm rực rỡ trên ngươi đường thiên hắn lại có chút hối hận a à, nông tiền bối chấp nhận ta đường thiên cười tới mức không ngậm miệng lại nổi ai ra ai ra quả không hổ là tiền bối lợi hại ánh mắt thật chính xác chắc chắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta là thiếu niên đáng tin cậy ha 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 khuôn mặt tinh hào cứng lại một kẻ thế này mà cũng được nông tiền bối chấp nhận tinh hào đột nhiên có cảm giác thế giới thật quá hoang đường đường thiên đang đắc ý vô cùng trượt ngưng lại hắn nhớ ra câu mà tinh hào hô lúc vừa rồi bèn tò mò hỏi à đúng rồi võ hồn thức tỉnh là sao tinh hào hơi kinh ngạc tuy chỉ là tân binh nhưng sao người của quang minh võ hội lại không biết cả việc võ hồn thức tỉnh khi võ hồn của bí bảo thức tỉnh nó sẽ có ý thức của riêng mình nó có thể tự mình tu luyện giống như người võ hồn vừa thức tỉnh sẽ không ngừng phát triển cho đến tận mức cực hạn của nó nghe có vẻ rất lợi hại hai mắt đường thiên phát sáng vậy làm sao để võ hồn thức tỉnh không biết tình hào lắc đầu thứ tốt như vậy nếu có thể chủ động làm ra thì lợi hại đến mức nào chứ đường thiên có vẻ rất tiếc nuối nghe có vẻ rất cao cấp nghĩ tới việc quyền sáo của mình và tiểu mã phi ngoa đều có thể tự tu luyện để làm mạnh võ hồn đường thiên thèm nhỏ dãi tình hào lướt hắn lạnh nhạt nói đừng có nằm mơ giữa ban ngày đường thiên thản nhiên nói chúng ta phải mơ mộng thật nhiều nói xong câu đó đường thiên láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm những thứ khác đừng nhìn nữa không còn gì đâu tình hào lạnh nhạt nói người hẳn phải biết khi gọi hồn tướng ra có hạn chế võ hồn của nông tiền bối xuất ra bảo vệ nơi này cái giá chắc chắn là không nhỏ nói cũng phải đường thiên gãi đầu trừ những hồn tướng đặc thù hồn tướng mà thẻ hồn tướng gọi ra có thời gian ngắn hay dài tùy vào cấp bậc hồn tướng cấp đồng có thể tồn tại một tháng cấp bạc một năm cấp vàng có thể lên tới 10 năm nếu không phải đã quá lâu rồi hồn tướng của tiền bối suy yếu thì với thực lực của ngươi còn chưa đủ nhận được truyền thừa di vật của nông tiền bối tình hào bình thản nói ngươi hiểu rất rõ nha đường thiên có vẻ rất kinh ngạc sao ngươi lại biết nhiều như vậy tình hào lạnh nhạt nói nông tiền bối có chút quan hệ với trưởng bối của ta có điều rốt cuộc ta vẫn đánh giá thấp nông tiền bối tình hào nhìn chằm chằm khổng tức lam trên người đường thiên lạnh nhạt nói người triệu hồi võ hồn khổng tức lam xem đường thiên nhắm mắt lại tự nhiên đang thưởng thức suy xét bỗng hắn mở mắt ra nét mặt có chút khác lạ đường thiên đột nhiên khẽ hô khổng tức lam khổng tức lam trên người hắn bỗng tỏa ánh sáng xanh một con khổng tức màu xanh lặng lẽ bay ra từ bộ giáp yên lặng đứng trên bả vai đường thiên lông toàn thân khổng tước giống như lam kim rủ xuống trên trán là những lông vũ đỏ rực rung rinh sắc thái vô cùng linh động nó lẳng lặng đứng trên vai đường thiên tào nhã ung dung lãnh diễm cao quý quả nhiên như ta đoán tình hào quan sát kỹ khổng tước lạnh nhạt nói trước khi nông tiền bối qua đời có lẽ đã chia võ hồn làm hai phần một phần đưa vào khổng tước lam một phần hóa thành hồn tướng bảo vệ nơi này nếu ngươi muốn tập trảo công chỉ cần giao tiếp với khổng tước là được khổng tước lam chắc chắn đã hấp thụ võ hồn của nông tiền bối chẳng trách nó lại thức tỉnh ngài đang nói khổng tước biết trào công của tiền bối đường thiên mở lớn mắt vô cùng vui mừng nông tiền bối chịu khổ như vậy có lẽ ông cũng không muốn tuyệt học của mình thất truyền tình hào hơi xúc động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nông tiền bối nổi danh nhất về hòa liêm quỷ trào ngươi cũng vừa nếm thử rồi có điều vừa rồi chưa đến một phần mười thực lực của tiền bối hòa liêm quỷ trào xếp thứ ba trong những trào công cấp năm khi chưa bị đày đến nơi này tiền bối đã bắt đầu tăng cấp bậc hỏa liêm quỷ chảo lên, không biết có thành công hay không. Chảo cung cấp 5, đường thiên gãi đầu, có vẻ buồn rầu, nhưng ta chỉ biết chảo cung cấp 3 thôi. Chảo cung cấp 3 Sắc mặt tình hào vô cùng quái dị, khi đường thiên đánh với đầu chọc hắn đã âm thầm quan sát, đường thiên rất kỳ lạ, chỉ có thực lực cấp 3 nhưng lại có thể đánh bại đầu chọc cấp 4 và hồn tướng. Đặc biệt là đường thiên thắng được hồn tướng của nông tiền bối. Tuy hồn tướng của nông tiền bối đã suy yếu do năm tháng, thực lực chỉ còn cấp 4, nhưng hỏa liêm quỷ chảo cấp đại sư vẫn có thực lực rất kinh người, cho dù tỉnh hào tự ra tay cũng phải tốn rất nhiều sức. Dường như đường thiên lại thắng rất dễ dàng. Đặc biệt là giai đoạn cuối, ưng chảo công của đường thiên hiển nhiên đã đạt đến một cấp bậc mới. Lần đầu tiên tỉnh hào thấy thứ ưng chảo công mạnh mẽ như vậy, giờ nghe đường thiên nói mình chỉ biết chảo công cấp 3, chẳng trách trong lòng hắn có cảm giác hoang đường. Một kẻ khiến người khác nhìn không thấu. Nhưng nếu đã bị đầy tới đây, nghĩ tới đó, tình hào khẽ thở dài trong lòng có cảm giác đồng bệnh tương liên ta còn có mấy cái thẻ ngươi xem có dùng được hay không à tốt quá đường thiên giơ tay gieo hò ngươi là người tốt người tốt tình hào cười gàn ta chỉ không muốn thấy hỏa liêm quỷ trào mà tiền bối tốn tâm huyết sáng tạo bị thất truyền mà thôi dứt lời tình hào xoay người rời đi đúng là đồ khẩu thị tâm phi đường thiên lẩm bẩm sau đó hắn hớn hở hí hửng vuốt ve khổng tức lam trên người không ngừng dương dương tự đắc đi về phía hành lang khi đám biêu ca đầu chọc thấy khổng tức lam đẹp đẽ trên người đường thiên thì chúng ngây ra hồi lâu. Đường thiên rất nhân đức cởi chó cho tất cả. Phòng của ta đâu, ta muốn nghỉ ngơi. Chắc chắn là đường đại ca sẽ chiếm gian phòng tốt nhất rồi. Đường thiên ngơ ngẩn nhìn hồn tướng bên cạnh binh, một lúc sau hắn rụi mắt, chẳng lẽ mắt mình có vấn đề. Hồn tướng đang lơ lửng cạnh binh rõ ràng là hồn tướng của nông tiền bối mà hắn gặp trong hành lang. Binh, binh đại thúc, chuyện quái gì thế này? Đường thiên lắp ba lắp bắp hỏi đã nói đừng gọi ta là đại thúc binh đen cả mặt hắn cố chấn định nói trại huấn luyện tân binh có thể tạo ra hình chiếu của võ hồn hình chiếu của võ hồn đường thiên lần đầu tiên nghe nói việc này chỉ cần có võ hồn trại huấn luyện có thể tạo ra một hình chiếu hoàn mỹ lúc đầu chúng ta định dùng nó chữa cháy việc nhân lực huấn luyện không đủ nhưng sau đó chúng ta phát hiện tác dụng của nó không chỉ có vậy gương mặt binh vẫn trống trơn vô cảm giọng nói của hắn cũng đều đều vô cảm khi đường thiên đang vảnh tai muốn nghe tiếp thì ông chú binh lại đổi đề tài có điều giờ chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi binh lạnh nhạt nói tạm thời ngươi không thể học hỏa liêm quỷ chảo ta đã xem thử đây là một món chảo công có sức sát thương rất lớn không thể luyện hỏa liêm quỷ chảo việc này đường thiên đã lường trước hắn hỏi tiếp vậy giờ chúng ta luyện cái gì ngươi phải chú trọng đến hạc thân binh nói hạc thân của ngươi hút mấy trăm luồng khí kình nếu trong mười tiếng ngươi vẫn chưa tiêu hóa được chúng thì chúng sẽ nổ tung người sẽ nổ vụn như trái lựu chín. Đường thiên sợ xanh mặt, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không nhắc ta. Đây là thưởng thức, binh nói, ta không ngươi lại dùng hạt thân kình bằng phương thức nguy hiểm như vậy. Làm sao để tiêu hóa, đường thiên vội vàng hỏi. Ăn đòn, binh lạnh lùng nói. Sau đó đường thiên thấy một biển trùm sáng hợp vào mặt hắn. Ôi, không. Tiếng kêu thảm của đường thiên bị nhấn chìm trong những tiếng binh bóp. Ba tiếng sau, cả người đường thiên sưng múp nhìn binh bằng ánh mắt u oán khí kình hạc thân hút vào đã bị đánh tan hoàn toàn giọng của binh như đang bàn luận xem thịt đã nấu chín chưa vậy rồi sao đường thiên nói mặt hắn sưng múp muốn nói cũng không nói cho rõ được rồi sao thực ra nó giúp ích rất lớn cho người binh nói độ ngưng tụ của những khí kình này vượt xa chân lực cấp 4 bình thường thông thường khí kình như vậy rất khó bị hấp thụ lực phá hoại kinh người thế nhưng sau hơn 70 vạn lần ăn đòn chúng nó đã hoàn toàn bị triệt tiêu nghe được câu 70 vạn lần mặt đường thiên tái mét hiện giờ những chân lực bị đánh nát này chính là thuốc bổ cho ngươi binh nói nhưng vấn đề là nó quá bổ quá hổ đường thiên lại hỏi bằng giọng khó nghe không sai quá bổ binh nghiêm túc nói hiện giờ ngươi phải không ngừng dùng hạc thân hấp thụ những luồng chân lực tinh khiết đó quá trình này cần khoảng 10 ngày âu ấy đường thiên lại hỏi bằng giọng nói quái gì quả thật cần lâu như vậy binh giải thích tuy chân lực của ngươi tinh khiết mạnh hơn chân lực cấp 3 bình thường nhiều lượng chân lực ngươi hút vào cũng rất ít nhưng nó là cấp 7. 7. Cấp 7. Đường Thiên nghe vậy thì há hốc mồm, mình đánh bại hồn tướng cấp 7, quá được cười. Thực lực của người này khi còn sống là cấp 7, binh nói, như đinh đống cột, hiển nhiên hắn rất tin vào phán đoán của mình. Người có thể đánh bại hồn tướng là vì thực lực nó đã yếu đi nhiều, thế nhưng trung tâm mỗi luồng khí kình đều là một chút chân lực cấp 7. Cấp 7. Với kẻ đang cố lên cấp 4, như đường thiên thì cấp 7 cao như núi vậy. Còn nữa, tên kia nói không đúng, Hỏa Liêm Quỷ Trảo không phải cấp 5 mà là cấp 7, nó là một võ kỹ cấp 7 cực kỳ xuất sắc. Đường Thiên kinh ngạc đến đời người. Nếu Hỏa Liêm Quỷ Trảo là cấp 5 thì hắn còn chút hy vọng cấp 7, đó là chuyện của năm nào tháng nào chứ. Vất vả lắm mới có được một món tuyệt học, giờ đột nhiên lại biết môn tuyệt học này còn tốt hơn, hắn tưởng nhiều, có điều thịt vốn đã đưa tới mồm lại phải ướp muối, năm sau mới được ăn. Gương mặt sưng múp của Đường Thiên nhất thời lộ vẻ bi phẫn. Mấy ngày này ngươi không thể luyện tập gì, binh vẫn nói đều đều ngươi cần nhanh chóng tiêu hóa hấp thụ những mảnh chân lực này trong 10 ngày mà ngươi chưa tiêu hóa xong những luồng chân lực cấp 7 sẽ bắt đầu phá hổ đan điền của ngươi đường thiên vô cùng bi phẫn làm sao mới có thể hấp thu thật nhanh có thể tính đến việc chiến đấu ở cường độ cao binh kiến nghị hiểu rồi đường thiên gật đầu cái rụp hung hăng nói chính là đánh nhau